Đúng vậy, vị đạo hữu này, vậy Ngô Quân những năm gần đây nhưng mà không chuyện ác nào không làm, trong chúng ta có vài người đều bị hắn đoạt lấy hai ba trở về. Trả lại chúng ta một ít, chân thực không tính là quá đáng. Vậy Ngô Quân những năm gần đây cũng không biết đoạt nhiều ít chúng ta đồ, đã sớm mập dầu mỡ, vị này đạo huynh ngươi lần này làm thịt hắn, khẳng định thu hoạch cực lớn, vậy chắc chắn sẽ không quan tâm trả lại bọn ta một phần ba chứ. Đúng vậy, hơn nữa đạo hữu ngươi còn trẻ như vậy, kia ăn được lớn như vậy thu hoạch. Một mình ngươi nuốt trọn có phải hay không có chút không quá thỏa đáng. Có người làm vậy ra mặt chim sau đó, những người còn lại tựa hồ vậy lười được xen vào nữa 3721, rối rít theo Lý Sùng Thiên nói đầu sông lên Trần Phi thỉnh cầu bảo vật, tài nguyên, cũng không để ý chính bọn họ có phải là thật hay không bị vậy Ngô Quân đoạt lấy. Mà đây chút bây giờ gọi hung nhất, rêu rao được người lợi hại nhất, bất ngờ là trước cùng vậy Lý Sùng Thiên ôm ý tưởng giống nhau, muốn từ Trần Phi trong tay chiếm tiện nghi lại không có thể thực hiện người. Ngược lại thì vậy trước nhất đem Hắc Vân phủ nhận ra u hỏa, người mặc cẩm bào cao gầy ông già các người lần này thật giống như học thông minh, trực tiếp lui về phía sau mấy sải bước, bày tỏ chuyện này đã cùng bọn họ không quan hệ. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt thần sắc ngay tức thì trầm xuống, bất quá đến phía sau lại thích giống như lười được cùng như thế một đống người tức giận, chợt lắc đầu một cái cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, không thể không nói các người gương mặt này thật đúng là gắng gượng dày. Nếu không, cứ gọi ta đem trên mình tất cả mọi thứ lấy ra phân cho các người được. Còn cái gì một phần tư là có thể thỏa mãn các người. Bất giác được dối trá sao? Trần Phi lời này vừa ra những người đó trên mặt nhất thời có chút xấu hổ đỏ lên, lúc trắng lúc xanh, không có biện pháp, trên thực tế bọn họ lại làm sao có thể không biết loại này đề nghị cùng lời nói là có bao nhiêu hoang đường. Nhưng mà vừa nghĩ tới vậy sông Ô Nha Ngô Quân những năm gần đây cướp đoạt đến. Số tiền lớn, hết thảy cũng vào Trần Phi một người eo bao, bọn họ làm sao có thể đủ không đỏ con mắt. Có câu nói thật tốt, tài bạch động lòng người à. Người tuổi trẻ ngươi lời này có phải hay không hơi quá đáng. Chúng ta bây giờ bất quá là ở thỉnh cầu nguyên bản thuộc về chúng ta đồ, hơn nữa còn không phải toàn bộ, chẳng qua là một phần tư. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi mới có thể có lớn như vậy bụng đem tất cả mọi thứ toàn bộ ăn. Làm người đừng quá tham lam. Gặp Trần Phi ở cảnh tượng như vậy dưới lại còn dám như vậy thần thái châm chọc, vậy Lý Sùng Thiên nhất thời trong lòng một hồi giận lên, mắt lạnh âm hiểm vẻ, nhìn về Trần Phi lớn tiếng chỉ trích. Đúng vậy, người đều đã ăn nhiều như vậy, bất giác được bụng quá trống quá tăng sao. Làm người vẫn là khiêm tốn tốt, nhất là người tuổi trẻ, học cái gì không tốt. Lại là đem tham lam cái này thói hư tật xấu cho bắt trước, cái này thật là không được. Những cái kia đỏ con mắt Trần Phi. Trong lòng tham lam người lại theo gió nổi lên thế, cho Trần Phi làm áp lực. Nguyên lai ta không đem ta chiến lợi phẩm lấy ra chính là tham lam. Được rồi, loại này suy luận ta thật đúng là lần đầu tiên nghe được, bất quá nếu các người cũng toàn bộ nói như vậy. Trần Phi gặp những người này chân thực tặc tâm không chết, còn càng ngày càng quá phận, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi liền không khỏi hiện ra lau một cái nhàn nhạt ý định giết người, tiện tay đem trong tay Hắc Vân phủ ném lên. Ném đến giữa không trung, nhàn nhạt nói, đồ liền còn dư lại như thế một món, các người muốn là muốn, lấy tới ngay đi. Trần Phi lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt ai cũng chấn động. Có thể vậy Hắc Vân phủ nhưng lại có thể thật đã bị hắn ném đến giữa không trung trôi lơ lửng ở đó. Vèo. Một khắc sau, một cái tay nhanh như thiểm điện hướng vậy lơ lửng ở giữa không trung Hắc Vân phủ thân đi. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy vào lúc này ánh mắt híp một cái, hàn mang lóe lên. Vèo. Rắc rắc. À. Trước mắt mọi người chỉ bỗng ở giữa thoáng qua một đạo càng là nhanh chóng đỏ thẫm ánh sáng, tiếng kêu thảm kia liền trực tiếp là mau chóng vang lên. Một cái nhuốm máu cánh tay bị sóng vai chém hết, nhuốm máu rải rơi xuống đất, nhuộm mọi người dưới chân vậy đá xanh sàn nhà cũng biến đỏ, theo vậy tấm đá khe hở xông vào đất đai. Cơ hồ tất cả mọi người đều vào giờ khắc này là thân thể lạnh run, da đầu tê dại. Vậy bị sóng vai chặt đứt một cái cánh tay người, bất ngờ là một vị luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong. Tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Vậy nhuốm máu cánh tay cứ như vậy lẳng lặng nằm trên đất, vết thương chỗ còn lẩm bẩm trào máu tươi. Tất cả mọi người thấy một màn này đều giống như trong lòng có một cổ khí lạnh mãnh liệt lê lết cọ chui ra vậy. Có dũng khí khó tin, cùng kinh hoàng cùng ảo mộng cảm giác. Hiển nhiên,
bọn họ là thật không nghĩ tới, một lời không hợp, vậy Trần Phi lại có thể liền động thủ thật, lại vẫn là cực độ hoàn toàn không nể mặt cái loại đó. Trực tiếp đem một vị luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong một cái tay hắn ở giữa chém hết. Vậy, đó là cái gì? Kiếm khí sao, tên này lại còn là một vị kiếm tu. Nhìn vậy đã trở lại Trần Phi bên người ngọn lửa ánh sáng, không ít người cũng không nhịn được khó khăn nuốt nước miếng một cái. Mọi người đều biết, kiếm này tu nhưng mà tu chân giới cùng cảnh giới chính giữa lực công kích kinh khủng nhất vậy mấy con đường một trong, hơn nữa vậy không phải là người nào cũng có thể đi tới, truyền thừa rất là hiếm thấy cùng hiếm hoi. Mà bây giờ, lẳng lặng nhìn té xuống đất thi thể, đám người có dũng khí mộng ảo cảm giác, một kiếm, chỉ là một kiếm, mạnh mẽ lại bá đạo cổ xanh lơ bị trực tiếp xóa bỏ, liền nhận thua cơ hội cũng không có. Xem ra vậy Ngô Quân, thật có thể là bị thằng nhóc này giết chết. Cách đó không xa vậy người mặc cẩm bào cao gầy ông già thấy một màn này, không khỏi sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chợt thần sắc không ngừng được phức tạp cùng ngưng nhiên đứng lên. Cho dù hắn thân là một vị thứ thiệt tránh bài luyện khí tầng 8 cường giả, vậy rất lợi hại, có thể hắn nhưng lòng biết rõ, mình căn bản không thể nào làm được giống như Trần Phi như vậy, ước chừng chẳng qua là một kích, liền đem một vị luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong cũng sóng vai chặt đứt. Mà đây, lại ý vị như thế nào? Ngươi lại dám chặt đứt ta một cái tay, ngươi có biết hay không ta là ai, có biết hay không ta thân phận. Mà vậy bị Trần Phi một đạo kiếm khí chặt đứt cánh tay người cuối cùng là phản ứng tỉnh hồn tới đây, một mặt dữ tợn vặn vẹo, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Trần Phi, gầm hét lên, giận dữ hét. Coi như giống như hắn như vậy luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong có thể mình tiếp theo cánh tay, có thể cứng như thế miễn cưỡng đoạn một chút, vậy vẫn sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Mấy tháng gần nửa năm hết Tết đến cũng không nhất định có thể bù đắp lại. Trần Phi nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn người nọ một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi đột ngột hiện ra lau một cái nhàn nhạt hờ hững cùng lạnh ý, nói ta cảm thấy ngươi bây giờ nên suy nghĩ một chút hẳn lấy ra chút cái gì, tới chuộc về ngươi vậy cánh tay khác. Rào rào. Hiện trường mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người con ngươi đều ở đây cái này ngay tức thì rụt một cái. Hắn lời này có ý gì? Người có phải hay không lá gan có chút quá lớn, lại dám ngay trước mọi người động thủ tổn thương người. Sau đó liền gặp vậy Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão Lý Sùng Thiên tiếng như chuông lớn, nặng nề lạnh hừ lên, giống như là chùy lớn gõ đang lúc mọi người tim trên. Nghe vậy Trần Phi lại đầu hơi hướng hắn chuyển đi, nhìn vậy mí mắt run rẩy, sắc mặt âm trầm, vặn vẹo Lý Sùng Thiên, khóe miệng chậm rãi vuốt, lãnh đạm nói, lão già kia. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta nên đứng ở nơi này động đều không động, mặc cho hắn đem đồ ta lấy đi. Nghe nói như vậy vậy Lý Sùng Thiên trên mặt ra mặt lập tức lại quất rút ra. Hắn và vậy người tay cụt cũng nghĩ ra được vậy Hắc Vân Phủ, hơn nữa vẫn là muốn tay không bắt giặt, không trả bất kỳ giá nào, còn để cho Trần Phi đàng hoàng ở đứng đó, không làm phản kháng, thiên hạ này lại nào có như vậy đạo lý. Chẳng qua là, hắn nhận là mình nhưng mà Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão. Thân phận bất phàm, vậy người tay cụt đồng dạng cũng là như vậy, cho nên chuyện đương nhiên nhận là Trần Phi bực này thằng nhóc chưa dứt sữa há có thể làm nghịch hắn ý tưởng. Nên đem vậy Hắc Vân Phủ đàng hoàng giao ra, ngoan ngoãn hai tay dâng lên, lúc này mới chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ Trần Phi không những không có làm như vậy, còn lại dám ra tay tổn thương người, thật là lẽ nào lại như vậy. Trang Nguyên Vũ, xem ra thằng nhóc này là một chút xíu đều không đem Thanh Xà Động coi vào đâu à. Nghĩ đến đây, vậy Lý Sùng Thiên liền không khỏi giận từ lòng dậy, lại lần nữa gây xích mích cách ở giữa đứng lên. Ở nơi này ưng giản hạp cánh bắc khu vực, Tử Viêm Cung dĩ nhiên là xứng đáng không thẹn bá chủ, hắn hạ thế lực khắp nơi như mây, có mạnh có yếu, Thanh Xà này động chính là vậy Tử Viêm Cung dưới quyền 13 trong động phủ thực lực xếp hàng vào trước 3 trước 5, nội tình xa so với kia Kim Thiềm động lợi hại, ngạnh cha mà, nhân vật hung ác. Coi như là cùng bọn họ Vân Long Sơn so. Vậy vẻn vẹn chỉ chênh lệch một đường. Thằng nhóc, ngươi rất giỏi, ta Trang Nguyên Vũ nhớ ngươi. Vậy bây giờ còn chỗ đang tức giận ở giữa luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong Trang Nguyên Vũ óc một thiết, lúc này vậy là bất kể 37-21 mất lý trí đứng lên, nhìn về Trần Phi thanh âm vô cùng băng hàn, cực độ căm ghét, lời kia âm trong ý định giết người cũng là nổi lên vô cùng là rõ ràng. Nghe vậy thấy vậy, mọi người tại đây đều có chút là Trần Phi âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Người trẻ tuổi này mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại vẫn là quá xung động, không chỉ có đem lão hồ ly kia Lý Sùng Thiên đắc tội,
bây giờ còn thậm chí đều đưa Trang Nguyên Vũ cánh tay cũng cho chặt đứt, tương đương với đồng thời đắc tội Vân Long Sơn, Thanh Xà Động hai thế lực lớn, sao có thể còn có thể có đường sống. Nhớ ta, có thể ta bây giờ cảm giác ngươi vẫn là nhớ được có chút không đủ sâu sắc à. Nhưng mà ngay tại lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lời lạnh như băng âm lại đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên, làm bọn họ tim đều tựa như là không chịu nổi vậy dùng mình, mà đột nhiên, kịch liệt rung một chút. Sau đó liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu một mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, 300 hạ phẩm linh thạch, dùng để mua ngươi một cái mạng, nếu không ta bây giờ lập tức đem đầu ngươi cắt đi, ngươi nếu là không tin, có thể thử một chút. Giao giao. Tất cả mọi người nghe được cái này loại nói ngay tức thì là con ngươi co rúm một cái, trực tiếp gương mặt thử ra. Cái này, thật là cuồng, quá ngông cuồng, hoàn toàn không ai bì nổi. Một cái tên chưa từng có ai biết đến người, như vậy không tên không tức giận, như vậy xa lạ, bây giờ nhưng lại dám ngay trước bọn họ nhiều người như vậy mặt mà uy hiếp cường đại Thanh Xà Động môn hạ đệ tử, luyện khí tầng 7 cường giả đỉnh phong Trang Nguyên Vũ, cái này cùng trực tiếp cùng toàn bộ Thanh Xà Động gọi nhịp có cái gì khác biệt. Ngươi, ngươi nói gì? Ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Vậy tay của Trang Nguyên Vũ sắc mặt ngay tức thì xanh mét, một hồi tức giận mắng, mới đầu vậy giọng tuyệt đối là cường thế tới cực điểm, có thể đến vậy cuối cùng, có lẽ liền chính hắn cũng không có chú ý tới mình thanh âm thật là đổi được so con ruồi con muỗi còn nhỏ, xích lại gần đã qua lỗ tai cũng không nghe rõ, nghe không gặp. Hừ, nhưng vào lúc này vậy Lý Sùng Thiên nặng nề hừ lạnh một tiếng vậy bỗng vang lên. Như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy, nhìn về Trần Phi lộ vẻ được vô cùng là giễu cợt cùng lạnh như băng nói, 300 hạ phẩm linh thạch mua Trang Nguyên Vũ một cái mạng, ngươi có phải hay không quá để mắt chính ngươi, thật lấy là ngươi coi là thật. Lão già kia, cho ta im miệng. Nhưng lúc này đây chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu là thật đã không muốn nghe, trực tiếp đem vậy Lý Sùng Thiên giễu cợt cắt đứt, nhìn chằm chằm đối phương, ở trong mắt hung mang đại thịnh, lão già kia. Ngươi như thế lại ba lần cố ý tìm ta phiền toái, có phải là thật hay không lấy là ta không dám giết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, vèo vèo vèo. Có chừng 36 đạo tam dương chân hỏa kiếm khí trực tiếp từ trong cơ thể hắn bay ra, nhắm vào vậy Lý Sùng Thiên, thổ lộ trước uy nghiêm kiếm mang, sát khí phun trào. Vèo vèo vèo. Làm vậy 36 đạo hơi thở kinh khủng tam dương chân hỏa kiếm khí vừa ra, mọi người tại đây ai cũng sắc mặt kinh biến, tất cả đều chấn động. Bởi vì là thật ở không người nghĩ đến, ước chừng bởi vì là một lời không hợp, thằng nhóc kia lại dám vận dụng thần thông kiếm khí chỉ đường đường Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão, luyện khí tầng 8 cường giả Lý Sùng Thiên. Lại không người nghĩ đến hắn lại vẫn dám uy hiếp nói muốn giết Lý Sùng Thiên. Cái này ưng giản hạp cánh bắc khu vực, trừ Tử Viêm cung cái này vô cùng to lớn bá chủ cấp bậc thế lực, vậy Vân Long Sơn liền có thể nói là hắn dưới đứng đầu nhất, người nào không biết Vân Long Sơn cường thịnh. Lại người nào không biết Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão vậy tôn quý thân phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vậy Lý Sùng Thiên ngồi trên như vậy hiển hách, tôn quý thân phận, nhưng lại vẫn bị người buộc lỗ mũi, uy hiếp nói muốn giết hắn. Đây tột cùng là biết bao không biết trời cao đất rộng, hoặc là đối với mình bản lãnh có lòng tin, mới dám, mới sẽ nói ra như vậy kinh người, thậm chí hơi có mấy phần kỳ tâm có thể giết lời bàn. Ha ha, ha ha ha, được. Rất tốt, lão phu rong rũi cái này ưng giản hạp cánh bắc khu vực nhiều năm như vậy, cũng không biết bao lâu không gặp qua người bực này không biết trời cao đất rộng, cuồng ngông rốt nát nhóc rác rưởi. Chỉ bằng ngươi, cũng dám nói bừa nói muốn giết ta Lý Sùng Thiên. Ngươi là thứ gì? Oanh! Vậy Lý Sùng Thiên giận dữ ngược lại cười, một cổ cường hãn giận tới cực điểm thế từ trên người hắn xông ra, ngay tức thì bao phủ lên chu vi ít nhất hơn 10 gạo trong phạm vi. Khiến cho được không ít người cũng lập tức hơi biến sắc mặt một chút đổi, có chút tối âm thầm chấn động kinh với Lý Sùng Thiên khí thế mạnh mẽ. Có thể mặc dù như vậy, vậy còn có lý trí người âm thầm cau mày, bởi vì là hiện nay cái này Lý Sùng Thiên triển hiện ra hơi thở tuy mạnh, có thể muốn cùng Ngô Quân cái loại đó hung danh bên ngoài phỉ đồ, thậm chí có thể đem vậy Ngô Quân cũng kết tánh mạng giết chết Trần Phi mà nói, sợ rằng còn chưa đủ chứ. Chuyện gì xảy ra, các người đang làm gì? Chẳng lẽ không biết ta đảo Thương Lam lên không cho phép gây chuyện. Nhưng vào lúc này cách đó không xa nhưng có một đạo nghiêm khắc tiếng của trách truyền tới, mà còn có tiếng bước chân nhanh chóng từ xa đến gần. Một lát sau, liền gặp một vị người mặc giáp bạc cao tráng bóng người, tay cầm một chuôi chín vòng quanh cương đao, trên thân đao tản ra u hàn hơi thở,
nhất thời làm cái này tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được mặt liền biến sắc, cảm giác trong lòng giống như kết liễu tầng một hàn băng, hết sức khiếp người. Ở đó người mặc giáp bạc cao tráng bóng người sau lưng còn có một đội tinh nhuệ binh lính, cho người một loại cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Nguyên lai là Lâm Kính Núi, Lâm đại đội dài, thật lâu không gặp à. Mà ở thấy người nọ cho dù là Lý Sùng Thiên cũng đều hơi biến sắc mặt một chút đổi, chợt híp mắt, trơ cháo không cười nói. Nguyên lai vậy người tới chính là cái này đảo Thương Lam lên, đảo chủ phủ quân phòng giữ đội trưởng một trong, đồng thời cũng là cái này đảo Thương Lam ba gia tộc lớn song Vũ Lâu Lâm gia cường giả thế hệ trước một trong, luyện khí tầng 8 cường giả Lâm Kính Núi. Chỉ gặp hắn xuất đội xuất hiện ở nơi này sau đó, ánh mắt quét một chút hiện trường, liền nhất thời không khỏi trong mắt ánh sáng lóe lên, toát ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới ở nơi này cùng lão hồ ly kia Lý Sùng Thiên rằng co, lại có thể sẽ là một cái nhìn như trẻ tuổi như vậy người tuổi trẻ, hơn nữa điểm chính là còn như vậy nhãn sinh. Ngoài ra, trên gương mặt kia thần sắc tái nhợt, bất ngờ gãy một cánh tay Trang Nguyên Vũ cũng là chân thực có quá nổi bật. Dám đem Thanh Xà Động người cũng bị thương thành như vậy, đây không khỏi, vậy chân thực có chút quá lớn mật chứ. Sau đó liền gặp hắn mặt không cảm giác cặp mắt nhìn về Trần Phi, chậm rãi mở miệng nói, người tuổi trẻ, bây giờ ngươi có thể trước đem ngươi kiếm khí kia thu hồi chứ. Trên đảo này, nhưng mà có một số quy củ. Lâm đội trưởng, vừa vặn ngươi bây giờ cũng tới, vừa vặn có thể vì bọn ta đánh giá phân xử. Thằng nhóc này bây giờ lại dám ở các người đảo Thương Lam lên trực tiếp động thủ tổn thương người, chuyện này, Lâm đội trưởng ngươi có phải hay không nên cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Bất quá Trần Phi cũng còn chưa kịp nói chuyện, vậy Lý Sùng Thiên lại liền dẫn đầu nhảy ra, cướp lời nói đầu, điên đảo trắng đen, trả đũa đứng lên. Mà ở nghe nói như vậy, vậy nguyên vốn còn có chút sắc mặt hốt hoảng Trang Nguyên Vũ vậy trực tiếp là phản ứng lại, đứng ra lạnh lùng nói, Lâm đội trưởng, chúng ta cho ngươi đảo Thương Lam mặt mũi, không ở nơi này trên đảo ra tay gây chuyện, có thể một ít người nhưng thật giống như căn bản cũng không đem các người cái này đến lên quy củ coi ra gì à. Ta cái tay này Lâm đội trưởng ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, ngươi cảm thấy, có nên hay không cho ta một câu trả lời hợp lý và giải thích. Hắn từ phía dưới lại đem ánh mắt nhìn về Trần Phi, trong ánh mắt mặt tràn đầy oán độc cùng căm ghét nói. Cứ như vậy một chút, cũng đã đủ để làm hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, há có thể không hận. Giải thích và giải thích, ngươi muốn cái gì giải thích, ta đây là cảm thấy, trước một kiếm kia nếu là không chém trên bờ vai, mà là rơi vào đầu ngươi lên, có lẽ hiệu quả có thể so với bây giờ tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Trần Phi lạnh lùng mở miệng nói. Ngươi nói gì? Ngươi dám, nghe vậy vậy Trang Nguyên Vũ trực tiếp là một mặt tức giận nói. Trong mắt đan vào lửa giận ánh sáng. Mà vậy Lâm Kính Núi nghe vậy nhưng là có chút theo bản năng khẽ nhíu mày. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới mình đều đã dẫn đội dẫn người đứng ở chỗ này, Trần Phi lại còn dám cản rỡ như vậy, lời nói tồi tệ. Thật là không đem hắn đảo Thương Lam, không đem hắn Lâm Kính Núi coi ra gì. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Lý Sùng Thiên rất rõ ràng chú ý tới Lâm Kính Núi giữa hai lông mày thần sắc biến hóa, đảo trong mắt một vòng, trực tiếp là sinh lòng một kế, lạnh lùng nói, Lâm đội trưởng, người đây vậy thấy được, nghe, thằng nhóc này bực nào cuồng ngông. Nếu là thật lúc này bỏ qua, vậy ta cùng ngươi, Vân Long Sơn, đảo Thương Lam còn có Thanh Xà Động mặt mũi ở chỗ nào, uy danh ở chỗ nào. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây câu đều biến sắc, không nghĩ tới cái này Lý Sùng Thiên vài ba lời ở giữa, lại đem đảo Thương Lam, đem Lâm Kính Núi cũng kéo đến cùng trên một cái thuyền. Cái này thuật quyền biến ngược lại thật vẫn là có chút kinh người à. Mọi người nghe được Lý Sùng Thiên lời kia ý nghĩa, Trần Phi làm sao nghe không hiểu. Chỉ gặp hắn nghe vậy sắc mặt cũng là hơi đổi, chợt liền trở nên có chút âm trầm, lão già này, sống lâu như vậy không hổ là... Ăn muối so hắn ăn cơm còn nhiều hơn, coi là thật hơi không chú ý liền có chút liền đối phương đạo nhi. Quả nhiên, sau đó liền gặp vậy Lâm Kính Núi trong mắt híp lại, chợt nhìn về Trần Phi lạnh lùng mở miệng nói, người tuổi trẻ, chuyện này ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Ha ha, giải thích, nghe vậy Trần Phi không khỏi cười lạnh cười, nói đều đã nói đến bây giờ loại này đến nước, cái gọi là giải thích, còn có thể có ích lợi gì? Hơn nữa, dựa vào cái gì liền nếu không phải là hắn giải thích? Ha ha, xuất sắc, thật là xuất sắc, không nghĩ tới ngày hôm nay có thể thấy đặc sắc như vậy vừa ra. Lý Sùng Thiên Lý trưởng lão, người cái này điên đảo trắng đen,
trả đũa công phu, thật đúng là làm người ta bội phục à, ha ha. Nhưng mà ngay tại lúc này lại có một đạo thanh âm trong trẻo cách rất xa truyền tới, nhưng cũng là lộ vẻ được dị thường rõ ràng cùng vang dội. Mọi người nghe vậy dĩ nhiên là trước sững sốt một chút, sau đó theo bản năng hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, rồi sau đó chính là có tiếng kinh hô vang lên. Là Lâm Mặc Tâm, Song Vũ Lâu Lâm ra cái đó Lâm Mặc Tâm, hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Chỉ gặp được vậy cách đó không xa, mấy đạo nhân ảnh đứng, ở đó làm thủ vị trí, chỉ gặp được một người thần sắc kiêu ngạo chàng trai trẻ nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Hắn mặt lộ vẻ giễu cợt nhìn chăm chú Lý Sùng Thiên bên này, trực tiếp là làm người sau sắc mặt lập tức đổi rất khó khăn xem. Lâm Mặc Tâm thiếu chủ, ngươi lời này là ý gì, ta làm sao có chút hồ đồ nghe không lớn rõ ràng. Hơn nữa, lão phu xưa nay cùng các người Lâm gia đều là gần đây nước giếng không phạm nước sông, có mấy lời, thật không có thể nói bậy bạ. Chợt liền gặp hắn lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả không khỏi trong lòng chấn động một cái. Cảm giác được không khí này bên trong không khí đã đổi được có chút không giống, trở nên có chút quỷ dị, cùng gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Vốn có chút sao động hiện trường, bởi vì làm cho này ngoài dự đoán của mọi người kịch bản phát triển, vào lúc này rốt cục thì hoàn toàn trở nên có chút an tĩnh xuống hai. Từng đạo ánh mắt kinh ngạc, không ngừng rơi vào vậy Lâm Mặc Tâm trên mình, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại có thể thật như vậy không cho Vân Long Sơn mặt mũi, công khai nói ra loại này phất mặt mặt. Một ít nguyên bản lấy là chuyện này đều đã bụi bậm lắng xuống, vậy không biết tên người tuổi trẻ đã bị Lý Sùng Thiên ngón này quyền biến kế cho đẩy vào vùng đất tuyệt cảnh, không cách nào nghịch chuyển người, bây giờ bất ngờ cảm giác chuyện này lại có quỷ dị chuyển biến. Vậy Đào Thương Lam một trong ba đại gia tộc Song Vũ Lâu Lâm ra đời thứ ba nhất như mặt trời ban chưa đệ nhất thiên tài, Lâm Mặc Tâm lại có thể sẽ đứng ra là xa lạ kia người tuổi trẻ nói chuyện. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ Vân Long Sơn sau chuyện này đổ thừa. Tuy nói cái này Song Vũ Lâu Lâm ra, cho dù là dõi mắt toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh Bắc khu vực cũng coi là thực lực không kém, uy danh vang dội, nhưng nếu là muốn cùng Vân Long Sơn cái loại đó có chút cơ chân nhân cường giả chấn giữ siêu cường thế lực tới tương đối nói, vẫn là thiếu yếu đi chút à. Không sai, cái này Vân Long Sơn chính là cái này Ưng Giản Hạp cánh Bắc bên trong khu vực, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp bát ngát lãnh thổ cũng vô cùng là hiếm thấy, có chút cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ siêu cường thế lực. Đứng sau Tử Viêm Cung, đồ sộ không dậy, Bùi gia cùng bá chủ nhất lưu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì là vậy Lý Sùng Thiên lai lịch quá lợi hại quá mạnh mẽ thế, chính là Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão, hiện trường trước nhiều như vậy chính mắt thấy tất cả hết thảy người, vậy chưa đến nỗi trơ mắt liền xem vậy Lý Sùng Thiên điên đảo trắng đen, trợn tròn mắt nói mỏ, như vậy hoang đường. Những năm gần đây sờ bò lăn lộn cộng thêm tu chân giới tàn nhẫn, tuy nói đã dần dần đem bọn họ loại người này góc cạnh cùng tính tình cũng sắp mòn hết, nhưng, trong lòng bọn họ mặt vậy còn sót lương chi vậy chưa đến nỗi thật hèn mọn đến loại trình độ đó. Nhưng bây giờ, bọn họ là chân thực không có biện pháp. Mạnh như Vân Long Sơn nhất lưu, thậm chí còn muốn khác cộng thêm một Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong Thanh Xà Động, bọn họ ai có gan hoặc thì nguyện ý vô cớ trêu chọc. Đó không phải là tự tìm phiền toái sao? Phịch! Ở nơi này tại chỗ đông đảo người cũng không tưởng được, tâm tư bách thái đang lúc, vậy Lý Sùng Thiên cũng đã là bỗng nhiên sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mặc Tâm, trong ánh mắt thổ lộ ra nổi nóng cùng hàn mang, không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ thật không nhìn hắn thân phận, không để ý tới hắn Lý Sùng Thiên mặt mũi, lựa chọn đem vậy chuyện hoang đường như vậy công khai run rẩy ôm đi ra, đây coi là cái gì? Thật là lẽ nào lại như vậy? Lúc nào hắn Lý Sùng Thiên, hắn Vân Long Sơn mặt mũi, lại đổi được như vậy không hữu hiệu. Mặc Tâm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, thấy tình cảnh này vậy người mặc giáp bạc Lâm Kính Núi lại chậm rãi mở miệng hỏi. Thật ra thì vậy không việc gì, cũng không quá cũng chỉ là chút mặt dày vô sỉ chuyện hoang đường mà, Lý Sùng Thiên Lý Đại Trưởng Lão, bây giờ ta Kính Núi thúc hỏi ta, người cảm thấy ta nên cẩn thận nói một chút sao? Vậy Lâm Mặc Tâm mặt lộ vẻ nhàn nhạt giễu cợt nhìn Lý Sùng Thiên, khóe miệng nhỏ câu. Ngươi, ngươi. Vậy Lý Sùng Thiên ngay tức thì bị tức được mặt đầy chợt xanh chợt tím, còn kém một cổ nghịch huyết trực tiếp xông lên đầu, cẩn thận nói một chút. Nói gì, chẳng lẽ còn phải đem hắn trước vậy cử động nguyên sinh nguyên sắc thuật lại mô tả đi ra? Thật nếu là như vậy,
đến lúc đó hắn Lý Sùng Thiên cái mặt già này muốn để nơi nào? Nếu như truyền đi, hắn há chẳng phải là còn muốn thành là một lần trò cười. Nghĩ đến đây, hắn gương mặt già nua kia trên không khỏi thật sâu run rẩy, bởi vì là não thẹn thùng cùng tức giận. Như vậy mất thể diện, hoang đường sự việc, hắn Lý Sùng Thiên dĩ nhiên không muốn lại lần nữa công chư với nhiều người, sau đó truyền đi nữa, thành làm cho này Ưng Giản Hạp cánh Bắc khu vực tất cả người tu luyện khinh thường cùng cười nhạo đối tượng. Chợt liền gặp hắn hung ác trợn mắt nhìn Lâm Mặc Tâm một cái, lại đem ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi bên kia, âm trầm nói, thằng nhóc, coi là ngươi lần này vận khí tốt, nếu không. Hừ, nếu không phải bởi vì là có Lâm Mặc Tâm cái này nhúng chen ngang một tay, hắn bây giờ há sẽ như vậy khó chịu. Trần Phi vậy chờ đứa nhỏ mồm còn hôi sữa lại sao có thể từ hắn chú tâm đạo diễn trong cục diện thoát thân hết. Đáng chết, Lâm Mặc Tâm tiểu tạp chủng này nhất định chính là xen vào việc của người khác. Trần Phi cặp mắt híp lại, mặc dù lấy hắn bây giờ thực lực, tầm thường luyện khí tầng 8 đã có thể không coi vào đâu, nhưng mà, cái này các lão hồ ly sống lâu như vậy quả thật ăn muối so hắn ăn cơm còn nhiều hơn. Có chính là mưu kế cùng thủ đoạn, trước một màn kia đó là sống miễn cưỡng dạy bảo, nên dẫn lấy là kiêng. Bất quá, mặc dù lời là nói như vậy, có thể cái này tu chân giới dẫu sao hay là thực lực phi tôn, nếu là thật đem hắn chọc tức. Chẳng qua cũng chính là trực tiếp động thủ thử một chút nhìn thôi. Hắn Trần Phi thật giống như cũng không nên thật là như vậy dễ khi dễ, nếu như lần sau, ha ha. Lý Sùng Thiên Lý đại trưởng lão đúng không? Lần này trước liền ngươi đạo nhi, ta Trần Phi nhận thua, nhưng lần sau, ha ha, ngươi tốt nhất đừng để cho ta đúng lúc đụng phải ngươi lạc đàn, nếu không, ha ha. Trần Phi cười lạnh một tiếng, vậy trong lời nói uy hiếp còn có giá rét thật là nhất thời làm lòng người kinh. Thẳng đến lúc này mọi người mới tựa như nhớ tới, Trần Phi mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng lại là một vị liền sông Ô Nha Ngô Quân cũng tự tay làm thịt nhân vật hung ác, há lại là hạng người bình thường, há cho khinh thường. Như vậy Trần Trụi uy hiếp trắng trợn, mũi châm đối với mạch mang thế, lại là làm trong lòng bọn họ mặt kinh hãi, xem như vậy, người trẻ tuổi kia là chuẩn bị cùng Lý Sùng Thiên đánh lên. Uy hiếp ta, chỉ bằng ngươi, vậy ta Lý Sùng Thiên ngược lại thật muốn nhìn một chút. Nghe vậy vậy Lý Sùng Thiên ra mặt hung hăng run lên, trong con người ngay tức thì chính là bị hàn mang lấp đầy, tràn đầy ý định giết người. Lấy hắn thân phận cùng địa vị, đường đường Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão, thứ thiệt luyện khí tầng 8 cường giả, lại lúc nào nhận như vậy làm nhục cùng uy hiếp. Hô! Bất quá sau đó, hắn lại thật sâu thở một hơi, rồi sau đó gắng gượng thu liễm ở trong lòng sát ý, hắn vậy quanh thân phun trào ra mạnh mẽ linh quang vậy bắt đầu dần dần thu liễm. Chẳng qua là ánh mắt kia như cũ giễu cợt cùng âm lãnh, nhìn chằm chằm Trần Phi, nói, người tuổi trẻ, đừng thật lấy làm lực tính hơi mạnh một chút là có thể tự cho là đúng, trong mắt không người, hôm nay Ưng Giản Hạp, còn chưa tới phiên các người bực này lông cũng còn không dài hết nhóc đùa bỡn oai phong. Lần sau, người coi như không vận tốt như vậy, chúng ta đi nhìn. Tiếng nói vừa dứt, vậy Lý Sùng Thiên lại có thể không chút nào nói nhảm, trực tiếp phất tay áo xoay người đi. Thấy tình cảnh này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp mắt trực tiếp là có chút nheo lại, ánh mắt càng trở nên lạnh, lão già này, nếu không phải diệt trừ tương lai sợ rằng thật đúng là sẽ là cái không lớn không nhỏ gieo họa. Mà ở thấy một màn này mọi người tại đây đều có chút chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là cũng không nghĩ tới, cái này Vân Long Sơn hộ pháp Lý Sùng Thiên, lại thật sẽ ở một cái không tên không tức giận người xa lạ trước mặt ăn tất, cuối cùng thậm chí không thể không nhịn chịu đựng tức giận, tạm thời rút đi. Mà ở thấy Lý Sùng Thiên lại có thể cũng rút lui, vậy Thanh Xà Động Trang Nguyên Vũ mặc dù không cam tâm, nhưng cuối cùng vậy vẫn là chỉ có thể bụi văng đầy người nhặt lên vậy một cái tay cụt, giống như chó chết chủ vậy, đẩy ra đám người chạy ra ngoài. Lâm Mặc Tâm, đáng chết kia tiểu tạp chủng, nếu không hắn như thế đột nhiên nhúng chen ngang một tay nói. Thật là một vô liêm sỉ, đợi bọn họ hai người rời đi có một khoảng cách sau đó, vậy Lý Sùng Thiên mới đưa trong lòng nổi nóng chữ phát ra ngoài. Một mặt dữ tợn, vặn vẹo, tức giận không thôi. Hôm nay nếu không phải là có vậy Lâm Mặc Tâm đột nhiên phá rối, hắn liền đem thành là lớn nhất doanh ra, từ thằng nhóc kia trong tay đoạt được Hắc Vân Phủ. Trước lúc ấy loại tình huống đó, hắn dám không thỏa hiệp sao? Trừ phi là muốn chết, không muốn sống còn không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ cái gì hết thảy cũng bị mất, đều là tiểu tạp chủng kia Lâm Mặc Tâm, vô liêm sỉ. Lý trưởng lão, chuyện này chẳng lẽ chúng ta cứ tính như vậy?
Mà vậy Trang Nguyên Vũ cũng là một mặt khói mù tức giận nói. Hắn vậy cắn răng nghiến lợi hình dáng cũng là đối với Trần Phi hận cấp, bởi vì là lần này, Trần Phi trực tiếp là đem hắn một cái tay cho chặt đứt, làm hắn tổn thương nguyên khí nặng nề, đây nên là bực nào huyết cừu. Hắn khởi cam nguyện cứ tính như vậy. Được rồi, sao có thể cứ tính như vậy? Vậy Lý Sùng Thiên hung hăng lắc đầu một cái, trong tròng mắt thậm chí có chút tên là phát xét tâm trạng đang nổi lên lóe lên. Trần Phi tuổi tác, còn có triển hiện ra lực lượng cùng tiềm lực, thật là làm hắn cảm thấy lòng nguội lạnh kinh hãi. Loại người này, không trêu chọc đến cũng sẽ không nói, một khi trêu chọc tới vậy thì khẳng định tất nhiên là muốn nhổ cỏ tận gốc, nếu không, ắt sẽ vô cùng hậu hoạn. Hắn cũng không muốn ngây ngốc đến khi cái loại đó thời điểm. Nghĩ đến đây, hắn vậy lóe lên âm ngoan cùng lạnh như băng vẻ cặp mắt liền trực tiếp là hướng vậy Trang Nguyên Vũ nhìn, mặt không cảm giác ngưng nhiên nói, Trang Nguyên Vũ. Ta nghe nói ngươi và các người Thanh Xà Động năm lớn phó động chủ một trong Dư Thiên Cơ có chút quan hệ, lời đồn đãi này có thể là thật. Thanh Xà Động động chủ tên là Rắn Xanh Cụ Già, chính là một vị thứ thiệt luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, thực lực cường đại, hung danh bên ngoài. Mà Thanh Xà này động trừ hắn ra còn có năm lớn phó động chủ, tất cả có luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, hoặc phổ thông luyện khí tầng 9 tả hữu cảnh giới thực lực, một người trong đó chính là vậy Dư Thiên Cơ. Lại theo tin đồn, cái này Dư Thiên Cơ gần nửa năm trước đã thành công từ luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cảnh giới đột phá đến sơ đạp luyện khí tầng 9 cảnh. Hôm nay một thân thực lực có thể ở Thanh Xà Động năm lớn phó động chủ trong xếp thứ 3. Lý trưởng lão ngươi làm sao biết, ta quả thật cùng Dư phó động chủ có chút tư giao. Năm xưa Dư phó động chủ còn lúc còn trẻ, vừa vặn và ta một vị thúc thúc là bạn tốt chí giao, Lý trưởng lão ngươi đột nhiên nhắc tới đây là muốn. Vậy Trang Nguyên Vũ nghe vậy đầu tiên là mặt liền biến sắc, không nghĩ tới Lý Sùng Thiên cũng biết hắn như vậy chuyện bí ẩn tình, bất quá sau đó hắn vậy hay là trực tiếp gật đầu một cái, hỏi ngược lại. Là thật liền tốt. Nghe vậy vậy Lý Sùng Thiên ở trong mắt hiện ra lau một cái âm hàn vẻ, nhìn về sau lưng phương hướng uy nghiêm nói, thằng nhóc kia thực lực cùng tiềm lực, nếu như để mặc cho bỏ mặc, tương lai nhất định là cái gieo họa. Còn có người cái này tay cụt thù. Khẳng định cũng không muốn cứ như vậy nắm lỗ mũi bị, vẫn là muốn trả thù trở lại chứ. Vậy đã như vậy, chúng ta liền chia nhau hành động đi. Chia nhau hành động, cụ thể làm gì, nghe vậy vậy Trang Nguyên Vũ không chậm trễ chút nào hỏi. Tay cụt huyết cừu, hắn dĩ nhiên không cam lòng từ bỏ ý đồ, mà là muốn cho Trần Phi bỏ ra có giá phải trả. Ngươi bây giờ lập tức trở lại Thanh Xà Động thuyết phục Dư Thiên Cơ Dư Phó Động Chủ là ngươi ra mặt, mà ta bên này. Thì thử đi Hắc Hùng Phong vòng vo một chút, gấu đen kia đỉnh nghiêm túc gấu bay từ trước đến giờ là theo sông Ô Nha Ngô Quân rắn chuột một ổ, tiêu không rời mạnh. Lần này Ngô Quân tài, có lẽ nghiêm túc gấu bay sẽ nguyện ý giúp hắn trả thù, cũng nói không nhất định. Chỉ cần các người Thanh Xà Động Dư Thiên Cơ Dư Phó Động Chủ hoặc là nghiêm túc gấu bay bất kỳ một người nguyện ý điều động, thằng nhóc kia còn có thể có đường sống. Nói xong lời cuối cùng, vậy Lý Sùng Thiên trực tiếp là âm trầm cười lạnh. Giống như là rất hài lòng mình kế hoạch này cùng mưu lược. Dẫu sao vậy Thanh Xà Động Dư Thiên Cơ khả nghi phải luyện khí tầng 9 siêu cấp cao thủ. Gấu đen kia đỉnh nghiêm túc gấu bay vậy giống vậy không bình thường, chính là thứ thiệt luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong, cách luyện khí tầng 9 cảnh vậy ước chừng chỉ có nửa bước xa, thực lực cường đại, xa không phải hắn Lý Sùng Thiên có thể sánh vai. Thậm chí liền sông Ô Nha Ngô Quân nhất lưu, cũng so với thật sự là kém nửa xoay sở. Thằng nhóc kia coi như là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so nghiêm túc gấu bay bực này luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, Dư Thiên Cơ Dư Phó Động Chủ vậy đẳng cấp luyện khí tầng 9 cường giả còn lợi hại hơn, hiển nhiên, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thậm chí căn bản cũng không thực tế. Nghiêm túc gấu bay, ngươi nói là Hắc Hùng Phong luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cái đó nghiêm túc gấu bay. Nghe vậy, vậy Trang Nguyên Vũ cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt cả kinh. Hiển nhiên là nghe nói qua nghiêm túc gấu bay vậy chờ hung nhân lợi hại. Sau đó liền gặp hắn do dự chốc lát, liền trực tiếp cắn răng, gật đầu nói, phải, không thành vấn đề, ta có thể đi trở về thuyết phục Dư Phó Động Chủ tự mình ra tay, đối phó thằng nhóc kia, bất quá, Lý trưởng lão người bên này trước hết đi Hắc Hùng Phong bên kia thử trước một chút nói sau. Nếu như vậy nghiêm túc gấu bay không muốn ra tay, ta trở về nữa bẩm gặp Dư Phó Động Chủ. Hiển nhiên. Tuy nói hắn đích xác có thể đủ mời được bọn họ Thanh Xà Động Dư Thiên Cơ Dư Phó Động Chủ rời núi, tự mình đối phó với thằng nhóc kia, có thể loại này thỉnh cầu rất hiển nhiên đó là cần vận dụng đến nhân tình.
Năm đó Chu Hán cho hắn lưu lại ân huệ cũng chỉ có ba nói, có thể tiết kiệm, dĩ nhiên cần phải tận lực tỉnh. Huống chi hắn bây giờ vậy cuối cùng là có chút đã nhìn ra, cái này Lý Sùng Thiên, rõ ràng là muốn lợi dụng hắn cùng dư phó động chủ quan hệ à. Có thể hắn lại không ngốc, kia như thế dễ dàng tùy tùy tiện tiện sẽ để cho Lý Sùng Thiên lợi dụng thành công. Vậy cũng tốt, vậy ta trước hết đi Hắc Hùng Phong bên kia thử một chút. Nghe vậy Lý Sùng Thiên mặc dù có chút sắc mặt khó khăn xem, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói gì thêm nữa. Dẫu sao có thể để cho đối phương cộng thêm dư thiên cơ tầng kia bảo hiểm, đã coi như là rất tốt. Hơn nữa tương đối mà nói, hắn mới là cùng Trần Phi mâu thuẫn, cừu hận sâu nhất, muốn nhất để cho vậy nhóc xác rưởi lập tức xuống đất phủ gặp Diêm La Vương người. Cho nên nếu như hắn chỉ suy nghĩ xuất công không ra lực, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng, không quá thực tế. Cùng lúc đó, bên kia chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng cùng vậy khó hiểu đứng ra là hắn ra mặt xong Vũ Lâu Lâm ra Lâm Mặc Tâm, cùng đi tới. Các hạ nhìn như vậy lạ mặt, hẳn là lần đầu tiên đến chúng ta đảo Thương Lam lên đây đi. Chỉ gặp vậy Lâm Mặc Tâm đi tới Trần Phi trước mặt, nhưng lại là mặt mỉm cười cười một tiếng, nói tại hạ Lâm Mặc Tâm, chính là trên đảo này xong Vũ Lâu người Lâm ra. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, liền đứng ở nơi này bên cạnh luyện khí tầng 8 cường giả Lâm Kính Núi kinh ngạc nhìn một cái gia tộc mình cái này công nhận đệ nhất thiên tài, hắn nhưng mà biết thằng nhóc này bình thời là có bao nhiêu kiêu ngạo, thậm chí liền bên trong gia tộc một ít cường giả thế hệ trước đều có chút bị hắn không coi trọng, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại chủ động cùng một cái tuổi tác xấp xỉ người tuổi trẻ nói chuyện, còn thái độ như vậy khách khí. Liên tưởng đến trước Lâm Mặc Tâm không giải thích được là xa lạ kia người ra mặt. Thằng nhóc này chẳng lẽ là dội tính? Ta tên Trần Phi, ta đúng là lần đầu tiên đến cái này đảo Thương Lam đi lên, chuyện mới vừa rồi, ngược lại là cảm ơn Lâm huynh ngươi. Nhưng vào lúc này Trần Phi đã cười ôm quyền nói. Tuy nói hắn quả thật có chút hoài nghi đối phương không giải thích được giúp hắn ra mặt giải vây chăm chỉ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, mới vừa rồi đối phương đích xác là đến giúp liền hắn, nếu không hắn bây giờ sợ rằng lại được chỉ có bỏ chạy. Có thể không chạy, đương nhiên là tốt nhất. Cho nên cái này tự nhiên coi là thành đối phương một phần tình. Cảm ơn ngược lại không cần, bất quá xem ra Trần Phi ngươi là có chút hoài nghi ta khó hiểu giúp ngươi giải vây chăm chỉ chứ. Thật ra thì vậy không việc gì, mắt ta tình cùng người bình thường có chút không quá giống nhau, cho nên ta có thể nhìn ra ngươi tu vi. Nói đến đây vậy Lâm Mặc Tâm trực tiếp là trong miệng mặt không có tiếng, sau đó hướng về phía Trần Phi giá giá khẩu hình, bất ngờ là luyện khí tầng 6 đỉnh cấp. Nghe vậy thấy vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp có chút cặp mắt hơi co lại. Phải biết hắn lúc trước vì tránh một ít phiền toái, nhưng mà trực tiếp thi triển bí thuật, đem hắn chân chính cảnh giới tu vi cho trực tiếp phong tỏa che giấu, coi như là luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong đích thân tới, chỉ sợ cũng rất khó xem ra đầu mối gì, nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại có thể trực tiếp một hớp đem hắn chân thực tu vi khiếu phá. Đợi một chút, hắn nói hắn ánh mắt, Trần Phi theo bản năng hướng đối phương cặp mắt nhìn lại, dừng lại liền nửa giây, lại con ngươi rụt một cái. Đó không phải là... Cặp mắt kia sơ lược vừa thấy tựa hồ cùng người bình thường không việc gì bất đồng, có thể làm Trần Phi cẩn thận quan sát cùng chú ý, nhưng quả thật phát hiện bất đồng. Chỉ gặp vậy Lâm Mặc Tâm trong đôi mắt cuối cùng có một món nhàn nhạt sáng mờ chảy ra, lộ vẻ được sóng gợn lăn tăn, linh vận hoành xanh, nhưng vậy hơi có vẻ quỷ dị. Nếu không phải cẩn thận quan sát, người bình thường căn bản cũng không thể chú ý tới một màn kia. Hơn nữa, trọng yếu nhất là làm Trần Phi cặp mắt tiến lên đón ánh mắt kia, vậy mà sẽ cảm giác được cặp mắt đau nhói, khó mà nhìn thẳng phía trước, có một loại nồng đậm cảm giác bị áp bách vòng vo một chút hiện lên cuốn tới. May là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đều có loại này cảm thụ, nếu như đổi một những người khác tới, ở khoảng cách gần như vậy bên trong cùng cặp mắt kia đối mặt, há chẳng phải là sẽ trực tiếp mù hết. Đôi mắt này là cái gì? Sau đó liền gặp Trần Phi khẽ nhíu mày, trong đầu hết sức muốn tìm được cặp mắt kia ngọn nguồn theo tới trải qua, bất quá, hắn nơi thừa kế vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa trong trí nhớ, lại tựa hồ như cũng không có cùng loại tựa như hoặc xấp xỉ tin tức. Là không đáng giá được trí nhớ, vẫn là quá mức hiếm thấy, liền vị kia tu chân giới cao nhân cũng không biết. Người sau có khả năng sợ rằng quá nhỏ chứ? Đôi mắt này là huyền chân đồng chứ? 700 năm trước. Nghe nói có người dắt đôi mắt này ở cổ quốc bên trong vực sông ra hiển hách hung danh, uy chấn bốn phương, đến cuối cùng thậm chí còn thành công du ngoạn liền vương giả vị.
không nghĩ tới 700 năm sau, đôi mắt này lại có thể lại lần nữa tái hiện người thế gian à. Có thể nhưng vào lúc này, thức hải bên trong lại đột nhiên truyền tới trận kinh không chấn động thanh âm. Huyền Chân Đồng. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, bị trận kinh không đem danh tự này khiếu phá đi ra, hắn ngược lại là lập tức có chút đầu mối. Ở thời xưa trong thời kỳ, có dũng khí vô cùng cường đại ánh mắt tên là Huyền Ngây Thơ Linh Đồng, nghe nói hàm chứa vô biên lực, ngồi trên hoành đời thánh giả chi tư. Từng dắt cái loại đó ánh mắt xuất thế mấy người kia, đến cuối cùng đều được long trời lở đất, danh chấn thiên thu nhân vật cái thế. Mà đây Huyền Chân Đồng liền nghe nói là vậy Huyền Ngây Thơ Linh Đồng đời trước. Chỉ có trước mặt người hết sức thăng hoa, lột xác đến mức tận cùng lúc đó, mới có 10% hy vọng có thể tái hiện vậy cho dù là ở thời xưa trong thời kỳ, cũng có thể nói đỉnh cao tuyệt đại cặp mắt. 10% hy vọng, bực này con số nhìn như nghe mặc dù rất mong manh, chỉ khi nào thành công, đó chính là hoành đời thánh nhân chi tư, công giúp tạo hóa, cái thế vô địch, đó là bực nào khái niệm. Đừng nói là 10%, coi như trong 1%, 0,1%, thậm chí vạn nhất. Chỉ cần có cái loại đó có khả năng, chính là nghịch thiên chi vận, ai dám khinh thường. Lâm huynh người đôi mắt này quả thật cùng người bình thường không quá giống nhau, tuyệt đại chi tư à. Sau đó liền gặp Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Chẳng lẽ Trần huynh người biết ta đôi mắt này lai lịch? Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm ánh mắt hơi kinh hãi, có chút kích động. Hắn chỉ biết là mình đôi mắt này kỳ dị bất phàm, có đừng với phổ thông người tu chân, có thể như muốn hỏi hắn ngọn nguồn theo tới trải qua. Hắn nhưng vẫn là đầu óc mơ hồ, cái gì cũng không biết. Hôm nay Trần Phi thấy hắn cặp mắt kia sau đó lại là bực này phản ứng, chẳng lẽ, đối phương là biết hắn đôi mắt này lai lịch. Nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được tô có chút gấp vội và đứng lên, muốn biết câu trả lời. Người đôi mắt này tên là Huyền Chân Đồng, ở người trước có nó cổ nhân coi như là ở Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực, cũng là như trời trung thiên, uy chấn càn khôn bát phương. Bất quá Lâm huynh người bây giờ tu vi vẫn là quá yếu, tại chưa có sức tự vệ trước, tốt nhất vẫn là đừng đem ngươi cặp mắt kia bại lộ ra, nếu không nếu là bị người theo dõi, coi như phiền toái gặp. Trần Phi chậm rãi nói. Huyền Chân Đồng, đó chính là ta đôi mắt này tên chữ sao, ta biết, đa tạ Trần huynh ngươi nhắc nhở. Mặc Tâm, ta bên này đi về trước, người trẻ tuổi kia nếu là bạn ngươi, tốt nhất nhắc nhở hắn một chút, chúng ta cái này đảo Thương Lam lên quy củ. Là ngừng động thủ. Cách đó không xa Lâm Kính Núi, truyền tới tiếng âm, sau đó liền gặp hắn trực tiếp dẫn đội rời đi. Kính Núi thúc, ta biết, người đi về trước đi. Vậy Lâm Mặc Tâm nghe vậy đáp một tiếng, sau đó lại gặp hắn quay đầu hướng về phía bên cạnh Trần Phi cười nói, Trần huynh, không biết người đến chúng ta cái này đảo Thương Lam lên, là có mục đích gì cùng nhu cầu. Nếu là có cần gì hỗ trợ giúp một tay, không ngại nói thẳng. Nghe vậy, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người hơi chớp mắt, chợt dứt khoát là không câu chấp cười nói, thật ra thì vậy không việc gì, ta chỉ muốn đem cái này kiện trung phẩm pháp khí Hắc Vân Phủ rời tay ra, ngoài ra ta còn cần mua một ít luyện đan vật liệu. Cái gì, luyện đan vật liệu, chẳng lẽ Trần huynh ngươi còn là một vị luyện đan sư? Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm trực tiếp là mặt đầy vẻ kinh sợ, bất khả tư nghị nói. Luyện đan sư? Vô luận là ở nơi này tu chân giới bất kỳ một xó xỉnh nào, cũng có hết sức khan hiếm cùng thân phận cao quý dấu hiệu. Cũng tỉ như nói ở bọn họ cái này đảo Thương Lam lên, tầm thường luyện đan sư cấp 2 cũng đã là rất hiếm thấy cùng thân phận cao quý, giá trị con người cũng là cực cao, cũng chỉ có bọn họ Song Vũ Lâu còn có Lưu Gia Kim Bảo Hiên mới có tiền vốn mời được. Hơn nữa coi như không phải luyện đan sư cấp 2, chẳng qua là cấp 1, cũng đều vẫn sẽ bị trên đảo tất cả cái thế lực tranh đoạt muốn. Cho nên cho dù là lấy hắn Lâm Mặc Tâm thân phận, đường đường Song Vũ Lâu Lâm ra đời thứ 3 đệ nhất thiên tài, cũng đều vẫn không thể coi thường bất kỳ một vị chánh bài luyện đan sư, mà bây giờ. Lâm Mặc Tâm theo bản năng lại hướng Trần Phi nhìn lại, lúc này, hắn trong mắt nơi nổi lên ánh sáng cũng chân thực có chút không giống. Bởi vì là như Trần Phi muốn thật còn là một vị luyện đan sư nói, vậy thì thật là quá làm người ta khó có thể tin. Ước chừng chỉ có luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tu vi. Lại có thể một đạo kiếm khí đem vậy luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới tu vi Trang Nguyên Vũ một cánh tay cũng chặt đứt, còn nghe nói là liền liền xông Ô Nha Ngô Quân vậy chờ hung danh bên ngoài phỉ đồ, đường đường tránh tránh luyện khí tầng 8 cường giả, đều bị hắn chém xuống ngựa hạ, đầu người chia lìa, cái này ý vị như thế nào?
Ý vị này làm người không cách nào tưởng tượng tiềm năng cùng nội tình. Đây cũng là hắn trước nguyện ý đứng ra là Trần Phi giải vây nguyên nhân. Bởi vì là hắn cặp mắt kia có thể nhìn thấu Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi, vậy dĩ nhiên rõ ràng, bực này kinh khủng sự thật, lại ý vị như thế nào. Mà bây giờ, chỉ là Trần Phi vậy chờ kinh khủng tiềm năng cùng nội tình, vậy chờ khoa trương vượt cấp năng lực chiến đấu cũng đã làm hắn trong nội tâm nhưng thật ra là có chút rung động đến khó có thể tin, mà bây giờ đâu. Mà bây giờ hắn lại có thể còn là một vị thân phận cao quý luyện đan sư nói, cái này thật có chút làm người ta trong lòng tan vỡ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Trần Phi bây giờ triển lộ ra bên ngoài, cùng tuổi tác thật sự là quá trẻ tuổi, thậm chí so hắn Lâm Mặc Tâm đều giống như mơ hồ trẻ hơn mấy phần. Tầm thường thiên tài tuổi như vậy, có thể đạt tới một loại trong đó thành tựu, cũng đã tuyệt đối có thể gọi chi là, ngạo thị cùng lứa thiên kiêu. Nhưng bây giờ đang đứng trước mắt hắn Trần Phi, nhưng lại có thể nghi là hai phương diện đồng loạt có cùng đạt tới, vậy đến tột cùng là cần bực nào thiên phú cùng với cơ duyên, mới có thể làm được thực hiện. Ta đúng là muốn mua một ít luyện đan vật liệu tới luyện đan, không biết Lâm huynh ngươi có cái gì không thích hợp cửa hàng có thể đề cử một chút. Liền sau đó một khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cười nói, cũng coi là từ mặt bên trả lời Lâm Mặc Tâm hỏi, càng làm người sau lúc này trong lòng sóng lớn sôi trào. Hết sức khiếp sợ. Trên đảo này tốt nhất cửa hàng dĩ nhiên là không phải Lưu Gia Kim Bảo Hiên Mạc Trúc, bất quá, nếu là Lâm huynh ngươi không cần dùng đến đặc biệt đặc thù luyện đan tài liệu, đi chúng ta Lâm gia Song Vũ lâu, cũng hẳn hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vậy Lâm Mặc Tâm thở một hơi thật dài, rồi sau đó cặp mắt kia toát ra thành tựu xuất sắc chậm rãi nói. Giống như là có tầng một linh vận ở phía trên kia bao trùm, hào quang lân lân. Đặc biệt đặc thù luyện đan vật liệu, vậy cũng được không cần. Đã như vậy, rồi mời Lâm huynh phía trước dẫn đường đi, có thể không? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt hơi phát họa dậy khóe miệng, cười nói. Hắn muốn luyện đan ngược lại không có như vậy phức tạp, nguyên vật liệu tương đối mà nói hẳn gắng gượng thường gặp. Tốt lắm, Trần huynh mời cùng ta tới. Vậy Lâm Mặc Tâm nghe vậy, lập tức chủ động đi tới phía trước là Trần Phi dẫn đường. Thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy lập tức đi theo lên. Hai người còn có trước những cái kia đi theo Lâm Mặc Tâm sau lưng người làm, liền sau đó dần dần biến mất ở trong đám người, đi ra giao dịch này khu vực. Làm Lâm Mặc Tâm dẫn Trần Phi từ giao dịch kia khu đi ra sau đó, liền trực tiếp là bước lên vậy cái rộng nhất hào phóng, một mực kéo dài hướng chỗ sâu nhất khu vực đường chính đi lên. Và bên ngoài cái này nhất bên ngoài tầng một rời rác khu giao dịch vực gian hàng bất đồng, càng đi nơi tụ tập bên trong đi, hai bên đường gian hàng cũng dần dần biến mất. Thay vào đó là một xếp xếp san sát ở hai bên đường hình vuông gian nhà, ngoài phòng biển bài và gánh cờ phiên thì phân biệt viết các loại tên, như lão Trần gia tiệm tạp hóa, Trần gia tiệm pháp khí, Ưng Dương cao nguyên vật liệu vân. Vân, đủ loại tên. Những chỗ này so bên ngoài những cái kia khu giao dịch gian hàng muốn lộ vẻ được ngay ngắn một ít, có chút thời điểm cũng có thể ở nơi này mua được không thiếu đồ tốt. Lâm Mặc Tâm một bên dẫn Trần Phi hướng chỗ sâu hơn phương hướng đi, vừa cười nói. Vậy xem ra, được nhín thời giờ ở những cửa hàng này bên trong vòng vo một chút, xem có thể hay không đào được một ít tốt bảo vật. Trần Phi cũng là vừa đi, vừa cười. Lại khi bọn hắn hướng phía trước đi về phía trước đại khái mấy trăm hơn 1000 mét sau đó, trước mắt hết thảy liền một chút sáng tỏ thông suốt đứng lên. Bởi vì là một tòa có chừng sổ mẫu lớn quảng trường nhỏ đã là xuất hiện ở hắn trước mắt, ánh chiếu ở hắn trong tầm nhìn. Chỉ thấy vậy trên quảng trường bày khắp trắng noãn như ngọc ngọc mỏ gạch đá, lộ vẻ được tinh mỹ lộng lẫy hết sức chói mắt. Mà vậy trong quảng trường ở giữa chính là không vô một vật, chỉ có vậy cái rộng rãi đường chính từ hắn chính giữa ở giữa xuyên qua, xa xa kéo dài hướng thật ra thì đã không có bao xa đảo Thương Lam đảo chủ phủ đệ. Chẳng qua là ở đến vậy người sau đường phải đi qua lên, nhưng có người mặc khôi giáp đảo chủ phủ quân phòng giữ thần sắc lãnh khốc đứng lặng canh giữ trước, cũng không có người đi bên nào. Cũng tốt giống như những cái kia quân phòng giữ căn bản cũng không biết cho đi qua. Lại xem cái này quảng trường nhỏ bốn phía, chính là cao vút hiểu rõ chàng nhìn như dạng thức hoặc là tinh xảo, hoặc là châu quang bảo khí xa hoa, hoặc là thanh tân đạm nhã ba bốn tầng cao nhỏ gác lừng. Mà ở đó tất cả lầu các ở giữa chiếm diện tích lớn nhỏ, lẫn nhau giữa khoảng cách, cũng là mỗi người không giống nhau, trong đó đặc biệt hai chàng biển bài hoặc gánh cờ phiên. Rồng bay phượng múa viết Kim Bảo Hiên, Song Vũ Lâu, nhỏ gác lửng nhất là bắt mắt. Trừ cái này ra mấy nhà kia nhỏ gác lửng thì rõ ràng trận thế yếu đi rất nhiều,
cùng hai người trước không có ở đây một tầng thứ trên. Chính là chỗ này, Trần huynh, mời cùng ta tới. Vậy Lâm Mặc Tâm xem cũng không xem liền đứng ở Song Vũ lâu bên hông Kim Bảo Hiên, trực tiếp đưa tay đem Trần Phi đi về trước tòa bên trong kiến trúc dẫn. Trần Phi nghe vậy ngược lại cũng lập tức đi theo lên. Tiến vào Song Vũ lâu cung điện phòng khách, bên trong diện tích ngược lại cũng không bên ngoài nhìn như nhỏ như vậy, trường khoản cũng ước chừng hơn 20 gạo dáng vẻ, bốn phía bốn phương hướng lại là vô cùng là chỉnh tề, tiêu chuẩn để một xếp xếp do nguyên gỗ lim tạc thành cái giá. Vậy trên cái giá hoặc là để chiếu lấp lánh đủ loại pháp khí, hoặc là để tràn ngập dị hương trắng noãn đan dược bình ngọc, hoặc là các loại ly kỳ cổ quái hình dáng, các loại công dụng đồ lặt vặt cùng với luyện đan, luyện khí vật liệu. Nhìn như làm người ta hoa cả mắt, không chớp mắt, sơ lược nhìn sang đúng là đồ không thiếu. Nhưng làm Trần Phi cẩn thận vừa thấy quét qua sau đó, nhưng phát hiện những thứ đó đại đa số phẩm cấp cũng hơi thấp, có chút thậm chí căn bản chỗ dùng cũng không lớn. Thật là làm hắn có chút không coi trọng mắt. Mà ở đó chút trước cái giá mặt, lúc này đang có 4-5 tên lối ăn mặc lanh lẹ quần áo xám cấp thấp tu sĩ, hình như là cửa tiệm người làm chứ. Đang 10 phần nhiệt tình chào hỏi 7-8 tên ngoại lai tu sĩ quý khách hoặc mua hoặc bán, rất có trước mấy phần bận rộn không khí. Hơi có mấy phần rộn dịp không khí. Mặc Tâm thiếu gia, ngài làm sao tới, cần muốn cái gì hoặc phân phó sao? Bất quá Lâm Mặc Tâm dẫn Trần Phi vừa tiến đến, thì có một vị lanh mắt người làm, lập tức phát hiện bọn họ đến, vội vàng nghênh đón, cung kính nói. Làm trò đùa, lấy Lâm Mặc Tâm ở Lâm gia địa vị, hoàn toàn có thể lấy như trời trung thiên để hình dung, bọn họ những thứ này chàng trai kế, sao dám lạnh nhạt. Trần huynh, ngươi xem ngươi cụ thể cần gì luyện đan vật liệu. Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm lập tức hướng nhìn sang, hỏi. Mà ở thấy tình cảnh này, đám kia kế lập tức không nhịn được trong đôi mắt nổi lên vẻ khiếp sợ. Phải biết Lâm Mặc Tâm kiêu ngạo nhưng mà ở bọn họ Song Vũ lâu Lâm gia nhà nổi danh, không nghĩ tới bây giờ lại sẽ đối với một cái bạn cùng lứa tuổi khách khí như vậy, chờ một chút. Luyện đan vật liệu. Chẳng lẽ cái này nhìn trẻ tuổi như vậy quý khách, lại còn biết là một vị thân phận tôn quý luyện đan sư sao? Muốn thật là như vậy, vậy Lâm Mặc Tâm thiếu gia như bây giờ vậy cử động, liền đến lúc có thể hiểu. Nghĩ đến đây, đám kia kế lập tức hướng Trần Phi khom người thi lễ, cơ chí hết sức nói. Vị này tôn quý quý khách, không biết ngươi cụ thể cần gì luyện đan vật liệu, một ít tương đối thường gặp cấp 1 cấp 2 luyện đan vật liệu, trên căn bản tiệm chúng ta bên trong đều có. Nghe nói như vậy, vậy Lâm Mặc Tâm lập tức hướng người làm ném một đạo ánh mắt tán thưởng, ngược lại đúng là gắng gượng biết nói chuyện. Mà nghe được như vậy lung linh lời nói, Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười một cái. Có thể để cho ta trước xem sao? Sau đó liền gặp hắn cười nói. Trước xem. Dĩ nhiên, Trần huynh ngươi nếu là muốn xem, còn không dẫn đường, nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm mặc dù ngẩn người, nhưng sau đó liền gặp hắn lập tức phản ứng, vừa cười gật đầu, vừa hướng đám kia kế nháy mắt, nói. Nhưng lúc này, hắn trong suy nghĩ cũng đã có dũng khí Trần Phi có phải hay không quá khinh thường ý nghĩ. Bởi vì làm đầu xem, nhìn cái gì, tổng không biết cái này Trần Phi trước đó liền muốn luyện chế đan dược đan phương cũng không có chuẩn bị xong chứ. Nói như vậy, có thể chưa tính là một luyện đan sư hợp cách. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng, dẫu sao người thường ở Trần Phi tuổi như vậy, có thể đạt tới thành tựu như vậy đã là rất kinh người, đây nếu là hơn nữa cao quý luyện đan sư thân phận. Liền không khỏi có chút quá phóng đại. Có lẽ, cái này Trần Phi cũng chỉ là đối với phương diện luyện đan này có dục vọng, có hứng thú, nhưng thực tế tài nghệ thật sự nhưng sợ rằng khó khăn cùng nơi thanh nhã, cũng chỉ bình thường thôi chứ. Cũng chỉ có nói như vậy đứng lên, hết thảy mới hợp tình hợp lý, nói xuôi được. Vị này tôn quý quý khách mời cùng ta tới. Mà đám kia kế nghe vậy thấy vậy mặc dù cũng có cùng Lâm Mặc Tâm tương tự tâm lý hoạt động, nhưng hắn cũng không dám chút nào biểu lộ ra, mà là vội vàng trên mặt chất lên nụ cười, vô cùng nhiệt tình đem Trần Phi hướng trong tiệm dẫn, mời được vậy gửi luyện đan dược liệu mở ra tủ phía trước. Hàn băng mũi tên cỏ, hủ cốt linh hoa, tinh lam đóa, ngân văn nhân sâm. Mặt quỷ cây mây cỏ. Theo vậy để luyện đan tài liệu mở ra tủ nhìn lại, Trần Phi ánh mắt một bên quét nhìn, một bên lẩm bẩm lên tiếng đứng lên. Nghe vậy thấy vậy vậy Lâm Mặc Tâm mặc dù nhỏ hơi kinh ngạc một chút, không nghĩ tới Trần Phi có thể toàn bộ nhận ra vậy mở ra tủ lên luyện đan vật liệu, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, những cái kia luyện đan vật liệu đều là tương đối thường gặp cùng thông thường,
sợ rằng bất kỳ một vị luyện đan sư cũng có thể tùy tiện nhận ra, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Trần Phi chậm rãi đi xuyên qua vậy luyện đan tài liệu bày thả mở ra tủ trước mặt, từ đầu tới đuôi trực tiếp là đi một vòng, đem những cái kia mở ra tủ phía trên luyện đan vật liệu đều cơ hồ nhìn một lần, rồi sau đó bên trong đổ cũng hơi có đếm. Cái này tiệm đồ vật bên trong mặc dù phẩm cấp không phải như vậy cao, nhưng chất lượng nhưng coi như là khá lắm rồi, không có lấy lần xung hảo. Ngươi chuẩn bị luyện cái gì đan? Cùng lúc đó, thức hải bên trong trận kinh không vậy rốt cuộc không nhịn được trong lòng nghi ngờ, hỏi. Hắn mặc dù sớm nghe qua Trần Phi nói mình biết luyện đan, có thể làm hắn bây giờ chân chính mắt thấy được, vậy vẫn sẽ không nhịn được giật mình. Dẫu sao hắn nhưng mà biết Trần Phi lai lịch cùng nguồn gốc, trái đất vậy chờ tu đạo truyền thừa như vậy đổ nát lạc hậu khu vực, thật có thể làm người ta học biết luyện đan là cái gì. Thối máu tử vân đan, Trần Phi cười khạc ra một cái tên. Thối máu tử vân đan, nghe vậy vậy thức hải bên trong trận kinh không theo bản năng nhíu mày một cái, bởi vì làm cho này cùng đan dược tên, hắn lại có thể thật giống như, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Đúng vậy, thối máu tử vân đan. Đây là một loại cấp 3 trung phẩm đan dược, công hiệu là sau khi ăn vào, có thể làm cho một người luyện khí tầng 6 đỉnh cấp tu sĩ có 70% tỷ lệ vượt qua ải thành công, bước vào luyện khí tầng 7 cảnh giới. Trần Phi nói, cái gì, cấp 3 trung phẩm, vẫn có thể trợ giúp vượt qua ải đan dược. Nghe vậy vậy Trần Kinh không lập tức thất kinh. Mọi người đều biết, ở vì sao dày đặc phức tạp đan dược chủng loại trong, có hai loại đan dược là được nhận chân quý nhất. Đắt giá, cũng là hết sức hiếm thấy. Dẫu sao thử nghĩ làm ngươi từ luyện khí tầng 6 đỉnh cấp, lấy bình thường ngồi tính tọa phương thức tu luyện muốn đột phá đến luyện khí tầng 7, cần phải hao phí thời gian, có thể là gần nửa năm, cũng có thể là 2-3 năm, 4-5 năm, thậm chí hơn 10 năm. Nhưng lúc này hậu nếu là có thể có một viên thích hợp phẩm cấp, có thể trợ giúp vượt qua ải đan dược. Vậy cần phải hao phí thời gian liền có thể ước chừng chẳng qua là một lần bế quan. Đối với luyện khí cảnh tu sĩ mà nói, một lần bế quan có thể tốn phí bao lâu thời gian? Một ngày một đêm. Không đủ, nhiều lắm là cũng chính là mấy ngày mấy đêm đi. Dù sao loại này khác xa đến khoa trương thời gian cách nhau tuyệt đối tất nhiên là sẽ làm người ta điên cuồng, cùng đổ xô vào. Nhưng mà loại này có thể trợ giúp vượt qua ải đan dược mặc dù công hiệu chắc tuyệt, làm người ta điên cuồng, có thể loại này đan dược tồn tại cùng với đan phương, nhưng cũng tương ứng. Là công nhận khó mà luyện chế, cùng với vô cùng hiếm thấy. Coi như là một vị có thể luyện chế ra cấp 3 đan, cấp 4 đan 3 luyện đan sư cấp 4, cũng không gặp được có thể có này cùng chân quý đan phương, xác xác thật thật quá hiếm thấy. Nhưng bây giờ Trần Phi lại còn nói mình có thể cầm ra vậy cùng chân quý vượt qua ải đan dược đan phương, hơn nữa cái này vẫn là mình thử nghiệm luyện chế. Cái này đùa giỡn chứ. Hắn tại sao có thể có vậy cùng chân quý đan dược phương thuốc? Từ đâu lấy được? Trọng yếu nhất chính là lấy hắn cảnh giới bây giờ, làm sao có thể đem cái loại đó đẳng cấp đan dược luyện chế được? Vào giờ phút này, may là Trần Kinh không đều có chút không nhịn được đờ đẫn đứng lên, kinh ngạc không nói ra lời. Bởi vì nếu là Trần Phi thật có thể lấy luyện khí tầng 6 đỉnh cấp cảnh giới, luyện chế ra cấp 3 trung phẩm vượt qua ải đan dược, vậy đây tuyệt đối so hắn bản thân có cường hãn vượt cấp mà chiến năng lực, càng làm cho người ta rung động và giật mình. Cái này luyện đan cũng không phải là phổ thông tu luyện. Coi như hắn sanh ra được cũng đã bắt đầu điều nghiên đan đạo, nhưng lại có thể có mấy năm chân chính luyện đan kinh nghiệm. Chẳng lẽ cũng không cần tinh chui, thiết thực đan đạo cơ sở kinh nghiệm. Mà cái nào luyện đan cao thủ không phải thông qua nhiều đan dược luyện chế kinh nghiệm tích lũy, mới cuối cùng xác lập mình năng lực cùng địa vị. Có thể Trần Phi bây giờ mới bay lớn. Mới 28 à. Nếu là thật có thể lấy 28 tuổi như vậy. Liền có như vậy cường hãn vượt cấp mà chiến năng lực, thậm chí đồng thời còn phải thêm lên có thể luyện chế ra cấp 3 trung phẩm vượt qua ải đan dược, đây quả thực cũng để cho hắn không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hỗn loạn. Vậy mà lúc này Trần Phi đã bắt đầu chọn vật liệu đứng lên. Giúp ta đem vậy ngân văn nhân sâm lấy ra đi, còn có cái này, cái này, cái đó. Hắn vây quanh vậy bầy thả luyện đan tài liệu mở ra chiếc từ đầu tới đuôi đi một vòng. Liền liền chỉ hơn 10 loại luyện đan vật liệu, lúc này mới hơi dừng lại một chút, sau lại mở miệng nói, ngoài ra, ta còn cần một chai nhỏ tuyết linh dịch, cùng với 5 viên cấp 2 sơ kỳ yêu thú, 1 viên cấp 2 trung kỳ yêu thú nội đan, các người đây có sao?
cấp 2 trung học cơ sở kỳ yêu thú nội đan, còn có tuyết linh dịch. Nghe vậy đám kia kế trực tiếp là lấy làm kinh hãi, bởi vì là những thứ này cũng không phải là thông thường tầm thường hàng, mà là vô cùng là giá trị không rẻ. Ngày thường có hay không hàng hoàn toàn thuần xem vận khí. Trọng yếu hơn chính là những thứ này luyện đan vật liệu, cũng đều là ít nhất cấp 2 thượng phẩm đan dược, thậm chí đan dược cấp 3 trong, mới nghe nói có thể biết nhúc nhích dùng lấy được, có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Đám kia kế trong đầu lúc này cũng không kềm hãm được nổi lên một loại rất hoang đường ý niệm. Khách này người chẳng lẽ còn muốn dùng những cái kia luyện đan vật liệu tới luyện đan? Xin nhờ, có linh thạch vậy không phải như vậy lãng phí đi, chẳng lẽ hắn thật đúng là lấy là mình là cấp 2 thượng phẩm thậm chí tam giáp luyện đan sư? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Trần huynh ngươi còn cần những thứ đó làm gì? Dùng để luyện đan sao? Liền vậy Lâm Mặc Tâm đều có chút sửng sờ, nghi ngờ nói. Hắn mặc dù không hiểu luyện đan, có thể cũng biết cần vận dụng đến những cái kia luyện đan tài liệu đan dược, khẳng định tất nhiên phẩm cấp không thấp, ít nhất là ở cấp 2 thượng phẩm, thậm chí cấp 3 đan dược trên. Nhưng bây giờ cái này Trần Phi Tổng không phải là muốn nói hắn có thể luyện chế cấp 2 thượng phẩm, thậm chí đan dược cấp 3 chứ? Đây không phải là đùa giỡn hay sao, tuyệt không thể nào. Cái này ngay tức thì Lâm Mặc Tâm trong lòng có dũng khí nồng nặc hoang đường cảm tuôn ra ngoài, căn bản cũng không suy nghĩ loại chuyện như vậy có khả năng. Dẫu sao làm trò đùa, một vị cấp 2 thượng phẩm thậm chí luyện đan sư cấp 3, đó là cái gì dạng một loại khái niệm. Liền bọn họ song Vũ Lâu Lâm ra cũng không có cái loại đó cấp bậc luyện đan sư cung phụng, còn như Trần Phi. Cùng hắn bây giờ tuổi tác lại lật lớn cái gấp 2 gấp 3, có lẽ còn có thể đi. Mà bây giờ, căn bản là mộng tưởng hảo huyền. Hoàn toàn không thực tế. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, cũng không có trả lời, mà vậy Lâm Mặc Tâm thấy tình cảnh này rất tự nhiên lúng túng cười một tiếng, bừng tỉnh, rõ ràng mình thật giống như không nên hỏi ra như vậy vấn đề. Cho dù Trần Phi cuồng ngông tự đại một ít, có thể xây dựng ở đối phương vậy kinh người cường hãn vượt cấp mà chiến năng lực trên căn bản, cái này có quan hệ gì đâu. Giống nhau chính hắn, nếu như cũng đúng cái này luyện đan cảm thấy hứng thú, sợ rằng cũng không nguyện ý tiếp nhận người ngoài như vậy nghi ngờ chứ. Nghĩ đến đây, liền gặp hắn vội vàng hướng vậy quần áo xám người làm mở miệng nói, tuyết linh dịch còn có yêu đan có không? Cấp 2 trung học cơ sở kỳ yêu thú nội đan, cùng với tuyết linh dịch. Đây chính là cực kỳ giá trị không rẻ vật, coi như là bọn họ song Vũ Lâu cũng không gặp phải tùy thời cũng có thể chuẩn bị có hiện hóa. Thiếu gia, ta cũng không quá chắc chắn. Ta đi hỏi một chút trưởng quỹ. Nghe vậy đám kia kế lập tức nhỏ giọng nói. Lấy hắn cấp bậc, dĩ nhiên còn không có tư cách có thể trực tiếp quản lý hoặc điều động cái loại đó đẳng cấp chân quý luyện đan vật liệu. Ừ, mau đi đi. Lâm Mặc Tâm gật đầu một cái. Đám kia kế lập tức hướng Lâm Mặc Tâm còn có Trần Phi thật sâu khom người chào, treo đi bộ chạy chậm hướng tầng kia phòng khách hậu phương khu vực chạy tới. Một lát sau, liền gặp một vị người mặc lớn áo choàng màu đỏ mặt đầy râu kéo cặn bã người trung niên vội vàng cùng đám kia kế trở về. Rồi sau đó liền gặp hắn hướng Lâm Mặc Tâm cùng với Trần Phi phân biệt lễ nghi đầy đủ giơ tay lên một cái, mặt tươi cười nói, thiếu gia, vị này tôn quý quý khách ngươi khỏe. Bất quá hắn nói cũng còn chưa nói hết. Liền gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp đem lời nói thanh cắt đứt, hỏi nhỏ, xin hỏi vật của ta muốn có không? Vị khách này ngươi có thể tới đúng lúc. Vừa nghe đến Trần Phi mà nói, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên lập tức nụ cười mặt đầy nói, nguyên bản hai món đồ này cũng vô cùng là hiếm thấy, coi như là chúng ta song Vũ Lâu muốn điều hàng, cũng được trước thời hạn đi Thanh Long Câu bên kia chạy một chút con đường, chuẩn bị một ít ngày giờ, bất quá lần này quý khách ngươi vừa vặn đuổi được đúng dịp. Trước có vị khách nhân ở chúng ta bên này đặt trước hàng, lại đột nhiên biến mất, người không gặp bóng dáng. Đồ mang lên, vậy mặt đầy râu kéo cặn bã người trung niên vừa nói, vừa hướng trước sau lưng mặt quần áo xám người làm báo cho biết một chút. Trưởng quỹ, sau đó liền gặp đám kia kế vội vàng lên tiếng đáp lại đi lên, trong tay còn hai tay nâng một cái khay, đang đắp một khối không lớn không nhỏ vuông vứt rực rỡ mạt. Quý khách mời xem. Vèo. Chỉ gặp vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn người trung niên trực tiếp đưa tay đem vậy trên khay mặt rực rỡ mạt vén lên mở, nhất thời thì có một cổ nồng đậm yêu khí đối diện nhào ra, hết sức lạnh như băng, làm người sợ hãi, bất quá ở đó trong vẫn còn xen lẫn có từng luồng mê người mùi thơm, làm Trần Phi ánh mắt lập tức liền nhìn tới. Chỉ gặp vậy trên khay bất ngờ một trái một phải để hai cái toát ra yếu ớt hào quang hộp,
cuối cùng do thuộc tính thổ hoàng sơn vô cùng ngọc điêu khắc mà thành, giá trị không rẻ. Lại xem vậy bầy đặt ở mâm bên trái cái đó hộp trong, bất ngờ là có một đỏ, năm bụi đất sáu viên cỡ quả đấm yêu đan yên tĩnh nằm ở nơi đó, kỳ biểu mặt còn lưu lại yếu ớt yêu khí chập chờn, chính là vậy trước làm người sợ hãi hơi thở ngọn nguồn. Mà ở đó mâm phía bên phải bên trong khu vực bên trong hộp, chính là có một cái không lớn không nhỏ chai, do không biết tên ngọc mỏ sắt đại bàng chú mà thành, hết sức linh vật, lộ ra yếu ớt hao hết sạch, bên trong là gần nửa bình nước trong dạng chất lỏng trong suốt, bất quá cho dù là cách bình nhỏ kia, lại cũng có một loại ngoài dự đoán lạnh chậm rãi ném ra tới, vô cùng kỳ dị, làm người ta ánh mắt tỏa sáng. Chính là hai thứ đồ này, xem ra ta vận khí quả thật không tệ. Mà ở thấy vậy sáu viên yêu thú nội đan cùng với một chai nhỏ lộ ra ngoài dự đoán lạnh tuyết linh dịch, Trần Phi cặp mắt kia lập tức hơi tránh sáng lên, rồi sau đó trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn song vũ lâu trưởng quỹ, nói, những thứ này giá bao nhiêu cách? Những thứ này giá cả có thể không tiện nghi, nghe vậy, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ nụ cười yêu kiều nói. Ta biết, Trần Phi khẽ cau mày, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình chậm rãi nói. Thấy tình cảnh này vậy Lâm Mặc Tâm vậy trực tiếp là đứng ra bênh vực, nói, Diệp Thúc, ngươi liền đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, những thứ này rốt cuộc giá bao nhiêu, ngươi nói thẳng đi. Ha ha, được rồi, vậy đã như vậy mà nói, vậy ta liền nói thẳng, những thứ này. Tối thiểu vậy muốn cái này đếm, vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ nghe vậy thấy vậy ha ha cười một tiếng, chợt sắc mặt đông lại một cái, không nói nhảm nữa, trực tiếp đưa ra hai cái tay. So với bảy đầu ngón tay, nói. 700 hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy Trần Phi chợt chân mày cau lại, cái giá cả này, ngược lại không phải là đắt. Mà là hắn trong tay thật giống như cũng không có nhiều như vậy. 700 hạ phẩm linh thạch, nhiều như vậy. Nghe vậy vậy Lâm Mặc Tâm cũng là hơi có chút chắc lưỡi hít hà, bởi vì làm cho này cùng con số, coi như là hắn một chút cũng rất khó lấy ra. Thậm chí coi như cầm ra được. Hắn cũng không gặp được nguyện ý như thế cắt thịt đi. 700 hạ phẩm linh thạch đối với bất kỳ một vị luyện khí tầng 9 trở xuống tu sĩ mà nói, đều là một khoản con số rất lớn. Rất khó tùy tùy tiện tiện lấy ra. Ít nhất ở nơi này ưng giản hạp bên trong khu vực, chính là như vậy. Đắt không? Có thể nghe nói, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ nhưng là khẽ mỉm cười một cái, nhìn Lâm Mặc Tâm nói, thiếu chủ, ngươi phải biết, chỉ là cái này 6 viên yêu đan. Chính là nhất định phải chết 5 cấp 2 sơ kỳ yêu thú, cùng với một cái cấp 2 trung kỳ yêu thú, mới có thể bắt được, chớ nói chi là bây giờ còn có vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch. Tuyết linh dịch này nhưng mà liền luyện khí tầng 9 cường giả lần đầu tiên ăn vào, cũng có thể tăng trưởng lượng nhất định tu vi, cho nên, ta song vũ lâu bây giờ chỉ cần 700 hạ phẩm linh thạch, thật không đắt. Tiếng nói vừa dứt, lại gặp hắn nhìn về Trần Phi cười nói, vị khách này, ngươi cảm thấy thế nào? Quả thật không mắc. Trần Phi nhàn nhạt tiếp lời nói một câu, chợt lại trực tiếp lại đem vậy trung phẩm pháp khí Hắc Vân Phủ lấy ra, đưa tới trước mặt đối phương, mặt không chút thay đổi nói, cái này dìu các người xong vũ lâu hẳn sẽ thu mua sao? Có thể để được bao nhiêu lần phẩm linh thạch? Đây không phải là, quý khách xin chờ chốc lát. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ chẳng qua là nhìn vậy Hắc Vân Phủ một cái, liền giống như liền đem lai lịch của nó cho nhận ra được, ánh mắt hơi kinh hãi. Có chút chấn động lại ngẩng đầu quét Trần Phi một cái, cuối cùng mới đưa vậy Hắc Vân Phủ nhận, cẩn thận lật xem, quan sát. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là yên tĩnh chờ đợi, không nói gì. Như vậy một lát sau, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ cái này mới chậm rãi đem đầu lại lần nữa giơ lên, nhìn về Trần Phi, một mặt chính thức nói, cái này Hắc Vân Phủ muốn so với phổ thông trung phẩm pháp khí lợi hại hơn, nếu như khỏe hẳn trạng thái. Chúng ta song vũ lâu có thể ra giá 450 khối hạ phẩm linh thạch thu mua, bất quá cái này Hắc Vân Phủ bây giờ thật giống như có chút bị hao tổn, cho nên, chúng ta song vũ lâu chỉ có thể ra giá đến 400 khối hạ phẩm linh thạch chừng. Quý khách ngươi cảm thấy thế nào? Được. Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái, rồi sau đó còn từ trong ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu xám cho túi, từ vậy trong lại lấy ra 300 khối hạ phẩm linh thạch, bày thả ở trước mặt đối phương. Nói, 700 khối hạ phẩm linh thạch, lần này đúng rồi chứ? Ách, đúng rồi, bây giờ những thứ này chính là quý khách tài sản của ngươi. Vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ rất hiển nhiên cũng không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sảng khoái như vậy, cứ như vậy vài ba lời ở giữa,
lại có thể thật bỏ được đem như vậy một kiện lợi hại trung phẩm pháp khí, cùng với ước chừng 300 khối hạ phẩm linh thạch chắp tay nhường nhịn. Bất quá, làm một nhà lớn như vậy hình cửa hàng trưởng quỹ, vậy mặt đầy râu kéo cặn bã người trung niên phản ứng ngược lại thật vô cùng là nhanh chóng. Rồi sau đó liền gặp hắn chẳng qua là tùy tiện nhìn lướt qua vậy bầy đặt ở trước mặt linh thạch, liền trực tiếp trên mặt chất ra nụ cười, từ đám kia kế trong tay kết quả vậy chứ yêu đan còn muốn tuyết linh dịch mâm, cầm hướng Trần Phi. Ừ, nghe vậy thấy vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng là khẽ gật đầu, đưa tay hướng vậy mâm tiếp đi. Vèo. Nhưng là, chính là vào lúc này, một bàn tay bỗng nhiên từ phía sau đưa tới, tốc độ kia vô cùng nhanh chóng. Lại trực tiếp là đuổi ở Trần Phi trên hướng vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ trong tay mâm bắt đi. Cùng lúc đó, một đạo nhàn nhạt già nua thanh, cũng theo đó đồng thời vang lên. Đợi một chút, tuyết linh dịch này, ta muốn. Làm vậy nhàn nhạt già nua thanh vang lúc thức dậy, một đạo khô lục xoát như móng gà bàn tay liền trực tiếp là nhanh như tia chớp, hướng vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ trong tay mâm, nói chính xác hơn, là vậy trên khay mặt một chai nhỏ tuyết linh dịch bắt đi. Như vậy tốc độ, do như sấm, để cho người ứng phó không kịp. Mà ở loại trạng huống này hạ, nếu như người bình thường, sợ rằng lúc này cho dù là trơ mắt bị người đem đồ vật cướp đi, cũng là vẫn là không có biện pháp kịp phản ứng. Bất quá, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng rất hiển nhiên cũng không tại vậy, người bình thường, trong hàng ngũ. Trên thực tế, làm vậy đạo nhàn nhạt già nua thanh, cùng với vậy chỉ khô lục xoát giống như là móng gà giống vậy bàn tay mới vừa xuất hiện. Nắm lúc tới, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, cũng đã là đột nhiên trầm xuống, sau đó còn hiện ra lau một cái giống như là lưỡi dao vậy vẻ ác liệt. Rất là lạnh như băng. Oanh! Vì vậy sau đó một chớp mắt kia bây giờ, một cổ mãnh liệt thêm nóng bỏng kinh khủng kiếm khí cũng đã là ở ngay tức thì, hoàn toàn quán chú tiến vào trong bàn tay của hắn, khiến cho ngưng tụ thành một cái sống bàn tay, hào quang quanh quẩn. Diễm quang bắn ra bốn phía, tràn ra làm người ta kinh hoàng thêm rung động hơi thở. Vậy một cái sống bàn tay sau đó hung hãn chém xuống, tung tóe ra thành tựu xuất sắc. Rất hiển nhiên, loại công kích này cũng không phải là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cái gì hạ thủ lưu tình, mà là hoàn toàn quán chú tiến vào toàn lực. Cho nên, nếu là thật bị cái này một cái sống bàn tay chém chúng mà nói, chỉ sợ cũng coi như là tầm thường trung phẩm pháp khí cũng được hung hăng gặp nặng một lần. Khoảnh khắc ở giữa thừa bị thương nặng. Dẫu sao cũng đừng quên, trước Trần Phi ở một lần kia ảo mộng tầng 4 lôi kiếp tẩy rửa sau đó, cường độ thân thể nhưng mà đã đạt tới đủ để sánh bằng hạ phẩm pháp khí cao cấp. Mà vậy chờ kinh khủng cường độ thân thể, há lại là tu sĩ tầm thường có thể chịu đựng cùng so sánh. Cái gì? Mà làm Trần Phi cái này một cái sống bàn tay hung hăng, như vậy ác liệt chém xuống sau đó, một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh dị cũng là nhanh chóng từ sau lưng vang lên. Hiển nhiên, người xuất thủ kia, lúc này cũng là bị Trần Phi quả quyết ác liệt phản kích làm cho sợ hết hồn. Lấy hắn tu vi thực lực, tuy nói thật ra thì đã có thể không đem bực này thủ đoạn công kích coi vào đâu, có thể như nếu là giống như bây giờ vậy tay không, không có bất kỳ phòng bị nào mà nói, vậy vẫn sẽ có chút phiền toái. Lúc này nếu như hắn còn muốn cố ý cướp vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch nói, sợ rằng tại mới vừa đắc thủ ngay tức thì, hắn cái bàn tay này, thì phải cùng vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch, cùng nhau bị lưu lại. Hừ! Nghĩ đến đây, người xuất thủ kia suy tư đang lúc liền trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, vậy đưa ra bàn tay trực tiếp là biến trưởng thành đao, mũi nhọn một chuyển, linh quang cuồng trào, một cổ chắc tuyệt ba động cường đại dâng trào hội tụ đi ra, tàn nhẫn hướng Trần Phi bàn tay chém xuống. Thủ đoạn như vậy có thể nói cường thế, phi phàm. Nhất là làm vậy tấm hình như khô móng bàn tay hung hăng chặt xuống sau đó, lau một cái hỗn loạn diễm quang lại cũng là đột hiển đi ra, vô cùng lóng lánh, uy hiếp cuồng trào, làm mắt người cũng đau nhói, điều này hiển nhiên là hỏa diễm thuật pháp vận chuyển đến mức tận cùng thể hiện. Hết sức đáng sợ. Ừ. Mà ở cảm giác được tình huống như vậy nghịch chuyển, Trần Phi cũng là ngay tức thì nhướng mày một cái, rồi sau đó ánh mắt run lên, dâng trào tam dương chân hỏa kiếm khí oai liền nếu như là lớn Nhật Bản xông ra, sáng rực rượu ngày, nóng bỏng kinh người. Kiếm khí kia cũng là cực đoan kinh người sắc bén, đem không khí cũng ngay tức thì cắt ra, có thể nói đáng sợ. Keng! Vang vang! Vậy hàm chứa chỉ hỏa diễm kiếm khí uy năng bàn tay rốt cục thì ngang nhiên rơi xuống, cùng vậy hình như khô móng bàn tay hung hăng đụng nhau, vậy nháy mắt tức thì, chung quanh tất cả hết thảy lưu động khí lưu hoặc là linh quang đều giống như là ngay tức thì bị băng phong bế,
cương ở nơi đó, thời gian cũng giống như là đọng lại. Sau đó, chỉ có đụng sau đó, giống như kim loại giao kích chói tai minh âm giống như là điên rồi vậy đáng sợ vang lên, sau đó rồi sau đó giữa không trung trực tiếp là bị tươi đẹp màu đỏ bao trùm. Phịch. Sau đó có là có một hồi cường hãn sóng trùng kích đột nhiên nổ bắn ra mở ra, cướp hướng bốn phương bát phương, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ lúc này phản ứng nhanh nhất đột nhiên xoay người, hướng sau lưng nơi nào đó một chỉ điểm ra, một cổ linh khí chạy như bay, sau đó nháy mắt tức thì, liền có một đạo xanh lơ màu xanh màn hào quang lấy mắt thường khó gặp tốc độ bay tốc đem phòng khách này bao phủ lên. Mà ở cảnh tượng như vậy sau khi xuất hiện, vậy Trần Phi cùng người xuất thủ kia bóng người cũng biết nhanh chóng hướng hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng bạo lui ra ngoài. Ở cái này trong quá trình, sao chịu được gọi cường hãn sóng trùng kích dư âm, vậy cuối cùng là dần dần tiêu tán. Mà lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy cuối cùng thấy rõ, vậy bỗng ở giữa, đột nhiên động thủ muốn cướp đoạt tuyết linh dịch mặt dày vô sỉ hạng người, kết quả là dạng gì, làm người ta phỉ nhổ lấy cái mũi xấu xí tướng mạo. Chỉ gặp vậy bất ngờ là một vị ăn mặc quần áo xanh cụ già, sợi tóc xám trắng như tuyết, mặt như ôn ngọc, một đôi tròng mắt phiền muộn nổi nóng, quỷ dị lại liền một tia nếp nhăn cũng không có. Xuống chút nữa, cho đến cổ trở xuống thân thể vị trí mới hình như là, bình thường, đứng lên, bắt đầu có khô héo nếp nhăn, vậy bắt đầu hiện đầy hạt ban cùng da chết, mất đi sinh mệnh lực, làm người ta xem được không nhịn được cau mày. Trừ cái này ra, đặc biệt cặp kia hình như khô móng bàn tay nhất là dụ cho người nhìn chăm chú. Bởi vì là bàn tay kia phía trên, lúc này đang bất ngờ tràn ngập ngọn lửa, cùng làm người sợ hãi hơi thở chập chờn, nhiệt độ cao cuồn cuộn, rất là kinh người. Việt Đại Sư, ngài làm sao, tại sao là ngài? Có thể ở rốt cục thì gặp biết người xuất thủ kia diện mạo sau đó, mọi người tại đây, nhất là vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ, cùng với Lâm Mặc Tâm, nhưng vào lúc này quỷ dị sắc mặt kịch biến, liền ánh mắt cũng đổi được kinh hãi cùng chấn động. T, cái gì, Việt Đại Sư, chẳng lẽ là... Trời ạ! Hắn ngày hôm nay làm sao biết tự mình xuất hiện ở đây? Nhất là làm vậy Lâm Mặc Tâm bật thốt lên ba chữ kia, Việt Đại Sư. Mọi người tại đây, những cái kia đang song vũ lâu tầng một phòng khách chiếu cố quý khách cùng với phụ trách gọi nhóm của bọn họ kế, lúc này đều là sắc mặt lập tức kinh động tới, đầu, ánh mắt vèo một tiếng lộn lại. Thậm chí ở đó trong quá trình, đều đã có từng giọt mồ hôi lạnh từ trán toát ra, từng luồng kính sợ cùng ngưỡng mộ, không ức chế được từ trong ánh mắt hiện ra. Bởi vì là vậy quần áo xanh cụ già, ở nơi này đảo Thương Lam, thậm chí toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh Bắc khu vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy, chính là một vị có luyện khí tầng 9 cảnh giới động chủ cấp siêu cấp cao thủ. Lực lượng hết sức khủng bố. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là cái này cũng còn không phải là điểm chính là vị này Việt Kinh Lâu, Việt Đại Sư, hắn trừ là một vị luyện khí tầng 9 cảnh giới động chủ cấp siêu cấp cao thủ ra. Hắn còn là một vị cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư. Song Vũ Lâu Lâm gia duy nhất thờ phụng vị kia cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, chính là vị này Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư. Nhưng bây giờ, cái này. Việt Đại Sư, ngài làm sao đích thân đến, không biết có gì phân phó sao? Sau đó liền gặp vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ đi nhanh đến vậy quần áo xanh cụ già Việt Kinh Lâu trước mặt, thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng, hơn nữa đều đã mồ hôi đầy đầu khom người đứng lên, nói. Làm trò đùa. Cái này Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư ở bọn họ Song Vũ Lâu Lâm gia thân phận địa vị, nhưng mà hoàn toàn có thể cùng bọn họ Lâm gia lão tổ cũng giá tề khu. Cao cao tại thượng. Trên thực tế, năm đó nếu không phải bởi vì là bọn họ Lâm gia lão tổ cùng vị này Việt Đại Sư quan hệ tâm đầu ý hợp, chỉ bằng bọn họ Song Vũ Lâu nội tình, có thể tuyệt đối không mời được bực này đại thần vào ở chấn giữ. Dẫu sao đây chính là cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư à. Hơn nữa Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư bản thân cũng còn là một vị luyện khí tầng 9 siêu cấp cao thủ. Hạng nhân vật này, coi như là cầm đi thành U Lang cái loại địa phương đó cũng coi là không tệ, huống chi là ở bọn họ đảo Thương Lam loại này quê nghèo vùng đất hoang. Cho nên như vậy nhân vật, coi như là lấy hắn Song Vũ Lâu Lâm gia trưởng quỹ thân phận, cũng đều dĩ nhiên không dám chút nào nhẹ đãi cùng xúc phạm. Nếu không nhưng là sẽ ra đại sự. Hừ... Mà vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư nghe vậy ước chừng chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên nhìn xem trên bàn tay vết máu, cũng không phải là hắn, liền không để ý tới nữa, rồi sau đó thẳng hướng vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ đưa tay ra, nói, đem tuyết linh dịch cho ta. Hắn giọng mặc dù bình thường nhàn nhạt,
nhưng lại cho người một loại vô cùng là cường thế, vô cùng là bá đạo, phải phục tòng hắn cảm giác. Mà nghe được hắn lời này, vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ cũng là sững sờ, theo bản năng sắc mặt có chút khó xử. Bởi vì là theo lý mà nói, ở chỗ này trước, hắn cũng đã đem vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch bán cho Trần Phi, nhưng bây giờ. Bất quá, như vậy vùng vẫy cũng chỉ là ở trong lòng của hắn dừng lại chốc lát, sau đó liền gặp hắn mặt đầy cũng chất đầy nụ cười, không chút do dự đưa tay phía trên vậy trong mâm để một chai nhỏ tuyết linh dịch cầm lên, rất cung kính đưa tới Việt Kinh Lâu trước mặt, nói, Việt Đại Sư, ngài muốn tuyết linh dịch. Xin lỗi, tuyết linh dịch này, không phải đã bán cho ta sao? Nhưng mà ngay tại lúc này một đạo nín tức giận lạnh giọng lại một lần nữa chen vào. Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không cảm giác, ánh mắt tức giận, chắp sau lưng mặt cái bàn tay kia vẫn còn ở không nhanh không chậm nhỏ máu. Vậy đối phương chính là một vị thứ thiệt luyện khí tầng 9 động chủ cấp cao thủ, lấy hắn bây giờ thực lực, tự nhiên không thể nào địch nổi. Thậm chí tiên hạ thủ vi cường cũng lại có thể vẫn là bị thương. Chẳng qua là, hắn lời nói này nói ra sau đó, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng không do lập tức đổi được khác thường, thậm chí cũng còn có chút giễu cợt cùng khinh thường. Thằng nhóc này chẳng lẽ là đầu óc có tật xấu sao, không nghe được Việt Đại Sư nói hắn muốn vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch. Ngươi, là thứ gì à, cũng phối hợp cùng Việt Đại Sư cướp luyện đan vật liệu sao? Ai, đây thật là, đây tột cùng là phải nhiều sao không biết trời cao đất rộng, mới có thể như vậy thiết trước đầu, làm ra bực này hoang đường được là cùng cử động. Không có thấy Việt Đại Sư đều đã không so đo hắn trước dẫn đầu xuất thủ xúc phạm chuyện. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lớn độ sao, thật là không biết thú vị. Trần huynh, mau im miệng, ngươi nói bậy nói bạ chút gì, chẳng lẽ ngươi không biết đây chính là Việt Đại Sư sao? Việt Đại Sư, xin lỗi, ta bằng hữu này hắn là lần đầu tiên đến chúng ta đảo Thương Lam đi lên, hẳn là không nhận biết ngài. Sau đó liền gặp vậy Lâm Mặc Tâm vội vàng thần sắc hốt hoảng đứng ra, một bên liền âm thầm cho Trần Phi nháy mắt. Một bên trán mơ hồ có chút giọt mồ hôi hướng vậy Việt Kinh Lâu lật đật cáo lỗi nói. Hiển nhiên, coi như là lấy hắn trong gia tộc thân phận, cũng đều vẫn là không dám ở Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư trước mặt chút nào càn rỡ cùng không sợ hãi. Dẫu sao đây chính là một vị luyện khí tầng 9 động chủ cấp siêu cấp cao thủ, cộng thêm đồng thời còn là một vị cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư à. Đây là bực nào khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là những cái kia đã nửa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh giới luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, ở thấy Việt Đại Sư lúc này cũng biết khách khí, làm là cùng một tầng thứ người chứ. Mà vậy luyện khí tầng 9 đỉnh cấp siêu cấp cường giả, coi như là ở nơi này toàn bộ Ưng Giản Hạc khu vực, cũng đều hoàn toàn có thể xông pha đi. Cái này còn không đủ nói rõ hết thảy sao? Mặc Tâm. Vậy Việt Kinh Lâu nhìn lướt qua Lâm Mặc Tâm, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai được gọi là Lâm gia đời thứ ba đệ nhất thiên tài Lâm Mặc Tâm cũng ở đây, bất quá rồi sau đó cũng chỉ hắn nhàn nhạt lắc đầu một cái, liền bên qua đầu đi, không để ý tới nữa, chẳng qua là bình thản ném ra một câu nói, được rồi, mang hắn đi thôi, đừng ở chỗ này quấy rối. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn trực tiếp đưa tay hướng vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ trong tay một chai nhỏ tuyết linh dịch bắt đi. Nhưng cũng chính là vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhưng lại lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, nguyên lai đây chính là cái gọi là lớn sư à. Hôm nay cuối cùng thấy được, vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch ngươi nếu nghĩ như vậy muốn, đưa cho ngươi lại ngại gì? Hừ lạnh một tiếng sau đó, hắn trực tiếp là xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Ngày hôm nay vật này mặc dù bị đoạt, có thể chuyện này, hắn cũng đã nghiêm nghiêm thật thật, vững vàng ghi tạc trong lòng. Có bản lãnh, chúng ta núi không chuyển nước chuyển, cách chút thời gian lại xem. Rào, có thể hắn như vậy rõ ràng mang theo giễu cợt ý vị lời nói vừa ra, lại giống như đá đưa vào bình tĩnh trong hồ như nhau, nhấc lên rung động, dẫn phát một hồi xôn xao. Cái này, thằng nhóc này có phải điên rồi hay không, lại dám đối với Việt Đại Sư nói ra như vậy giễu cợt. Người cái này đẳng hóa sắc người, là thứ gì à? Càn rỡ. Ngươi cái miệng này kết quả sẽ không biết nói tiếng người. Vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch nguyên bổn chính là chúng ta Song Vũ Lâu, bây giờ không bán cho ngươi, thì như thế nào? Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ lập tức trừng mắt hướng Trần Phi quát lên, lời nói rất không khách khí. Ngươi liền loại này tiểu tử là thứ gì, cũng dám đối với Việt Đại Sư bất kính. Trần huynh ngươi,
Mà vậy Lâm Mặc Tâm lúc này cũng có chút sắc mặt khó xem, cảm thấy Trần Phi thật sự là quá không biết thú vị. Hắn là thân phận gì, Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư lại là thân phận gì? Hắn có tư cách hướng Việt Đại Sư nói như vậy nói sao? Thật là không biết cái gọi là, không tự lượng sức. Nghe vậy Trần Phi cũng không quay đầu lại, cũng không từng nói, nhưng là hoàn toàn không muốn nói. Bởi vì là nói đều đã nói đến bây giờ mức này, còn có nói nhảm cần thiết sao? Trong lòng tù nhớ kỹ là được. Nguyên bổn đã hoàn thành đổi trác, tới tay đồ, lại bị người ỷ lớn hiếp nhỏ gắng gượng cướp đi. Hết thảy các thứ này, hắn tuyệt đối nhớ kỹ trong lòng mặt, ổn định sẽ không quên. Ha ha! Đứng lại, có thể nhưng vào lúc này vậy làm người ta chán ghét già nua thanh, nhưng lại lần nữa vang lên, lạnh lùng nói. Bây giờ bầu không khí nhất thời cứng đờ, không ít người trên trán thậm chí đều bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Bởi vì là bọn họ từ vậy đạo quát chói tai thanh chính giữa, đã là phát giác, Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư, lần này chỉ sợ là thật đã nổi giận. Bị vậy không biết cái gọi là tiểu tử chọc tức. Sau đó, nhiều người tầm mắt của mọi người liền không khỏi hơi có chút run rẩy nhìn tới. Chỉ gặp vậy một bộ quần áo xanh Việt Đại Sư, lúc này đang một mặt xanh mét, mặt đầy âm trầm, hắn cặp mắt kia, thậm chí đều đã hướng vậy đã dừng bước lại trẻ tuổi bối cảnh nhìn lại, lãnh đạm lời nói vang lên theo. Người tuổi trẻ, người bây giờ nhưng mà, không phục. Giống như là Việt Kinh Lâu loại người này, đồng thời có luyện khí tầng 9 động chủ cấp siêu cấp cao thủ, cùng với cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư đồng thời thân phận tôn quý, đi tới kia không phải là bị người chúng tinh phủng nguyệt, a dua nịnh nọt, phụng là hơn tân. Vậy vì vậy hắn những năm gần đây đều đã cao cao tại thượng thói quen liền thân chức vị cao và người trên người thân phận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ giống như Trần Phi như vậy một tiểu tử chưa ráo máu đầu nhưng lại dám như vậy ngay trước hắn mặt, như vậy lời nói sắc bén giễu cợt, châm chọc hắn. Ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người. Hắn Việt Kinh Lâu lúc nào đổi được như thế không chịu nổi. Nghe được cái này loại nói hắn há có thể không giận. Nghe được tiếng kia quát chói tai thanh, Trần Phi dừng bước, chậm rãi đem hắn ánh mắt kia lại nhìn sang, bất quá, hắn nhưng không có lên tiếng. Chẳng qua là miệng kia rác nhưng như có như không buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt, nhìn như rất là giễu cợt. Hắn bây giờ trên miệng dĩ nhiên là không có biện pháp không phục, nhưng trong lòng, nhưng tự nhiên nhất định là không phục. Thậm chí nếu như hắn bây giờ có thể có đủ rồi tương đương đối phương sức chiến đấu, sợ rằng hắn cũng sẽ không nguyện ý như vậy tùy tiện thôi, nhưng bây giờ. Đúng là không có biện pháp. Dẫu sao bỏ ra đối phương vậy cái gọi là vô cùng tôn quý cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư thân phận không nói, lão này có thể còn là một vị thứ thiệt luyện khí tầng 9 động chủ cấp siêu cấp cao thủ. Vậy chờ cảnh giới thật sự là quá mạnh mẽ, xa không phải lực lượng bây giờ của hắn có thể chống lại. Cho nên coi như đối phương bây giờ rõ ràng là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, muốn từ trong tay hắn gắng gượng đem vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch cướp đi, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, nắm lỗ mũi chịu đựng. Bởi vì là nói cho cùng sẽ chả là hắn bây giờ thực lực còn chưa đủ à. Mà đây tu chân giới, lại là lấy thực lực phi tôn, nếu là quả đấm không thật lợi hại, không đủ lớn, vậy thì vẫn là đàng hoàng cúi đầu để cho người khi dễ đi. Xem ra ngươi còn chưa chịu phục. Vậy Việt Kinh Lâu lạnh lùng quét Trần Phi một cái, nói tuyết linh dịch này ta mặc dù không biết ngươi mua đi làm gì, có thể ngươi có biết hay không, tuyết linh dịch này nhưng mà cấp 3 trung phẩm luyện đan vật liệu. Lấy này làm tài liệu chính liêu, lại có thể luyện ra nhiều loại công hiệu kinh người linh đan. Nhiều loại công hiệu kinh người linh đan, vậy thì như thế nào? Nghe vậy Trần Phi nhướng mày một cái, nói. Vậy thì như thế nào? Này, các người nói thằng nhóc này thật không hiểu vẫn là ở giả vờ ngây ngốc, giả làm ra vẻ không hiểu. Hắn chẳng lẽ thật không biết một viên công hiệu kinh người đan dược cao cấp, đây là ý vị như thế nào? Cái này vẫn không rõ. Nhất định là ở giả vờ ngây ngốc à, phải biết giống như tuyết linh dịch chân quý bực này cao cấp luyện đan vật liệu, khẳng định tất nhiên chỉ có ở Việt Đại Sư như vậy luyện đan đại sư trong tay, mới có thể vật tấn kỳ dụng, mới có thể chân chính cho thấy hắn giá trị. Mà thằng nhóc kia, hắn thật biết cái gì là luyện đan sao? Không sai, thằng nhóc kia nhìn như mới bây lớn, hắn coi như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập luyện đan. Bây giờ có thể có cái cấp 1 thượng phẩm hoặc cấp 2 hạ phẩm luyện đan sư cảnh giới, cũng chỉ tất nhiên là ngày đầu chứ. Giống như tuyết linh dịch vậy chờ cao cấp luyện đan vật liệu cho hắn hoàn toàn chính là lãng phí, phí của trời.
vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư cũng vẫn không nói gì, vây chung quanh cách đó không xa tu sĩ cùng với cửa tiệm người làm cũng đã là xì xào bàn tán, nghị luận mở ra. Bọn họ ý tưởng rất trực tiếp, coi như Trần Phi cũng có thể là một vị luyện đan sư, có thể từ hắn tuổi tác tới xem, thì đã quyết định hắn đan đạo cảnh giới tuyệt không khả năng sẽ có bao cao. Sợ rằng mới có thể có cấp 1 thượng phẩm hoặc cấp 2 hạ phẩm cũng đã tuyệt đối tối đa, có thể Việt Đại Sư đâu. Có thể Việt Đại Sư nhưng mà một vị thứ thiệt luyện khí tầng 9 động chủ cấp siêu cấp cao thủ, đồng thời hắn còn là một vị cấp 2 thượng phẩm cấp bậc luyện đan sư, đây là khái niệm gì? Sợ rằng cái này cả tòa đảo Thương Lam, trừ Kim Bảo Hiên lưu ra vị lão tổ tông kia bên ngoài, liền lại không có những người khác có thể so sánh hắn kỹ thuật luyện đan lợi hại hơn. Mà Trần Phi đâu, bây giờ cũng vẫn chỉ là nghi phải loại cảnh giới đó, cấp 1 thượng phẩm hoặc cấp 2 hạ phẩm. Nhưng lại vọng tưởng muốn cùng một vị cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư cao cấp tranh đoạt luyện đan vật liệu, đây không phải là không tự lượng sức là cái gì. Huống chi coi như là hắn thật có thể có như vậy luyện đan cấp bậc cùng cảnh giới, thì có thể làm gì? Chính là, một cái cấp 1 thượng phẩm hoặc cấp 2 hạ phẩm luyện đan sư, lại làm sao có thể sử dụng tuyết linh dịch vậy chờ cao cấp luyện đan vật liệu tới luyện đan. Cái này cùng luyện đan sư cấp 2 tuyệt không thể nào luyện ra cấp 3 đan dược đạo lý là giống nhau. Cho nên, bực này cao cấp luyện đan vật liệu, thằng nhóc kia cho dù là cầm đi, lại có ý nghĩa gì? Còn không phải là phí của trời, lãng phí sao? Thà như vậy, còn không bằng để cho Việt Đại Sư lấy về, đem một chai nhỏ này tuyết linh dịch vật tấn kỳ dụng, như vậy có lẽ vẫn có thể tạo phúc bọn họ những thứ này thường ở tại đảo Thương Lam phía trên tán tu. Dẫu sao đầu năm nay, càng cao cấp đan dược liền thật là càng ngày càng hiếm thấy. Bởi vì làm cho này chút đẳng cấp cao đan dược cơ hồ đều là bị các thế lực lớn coi là vật liệu chiến lược dự trữ, tích trữ trước, rất là thỉnh thoảng mới có như vậy một số ít chảy xuống. Hoặc là thì phải ở đó loại bước khu vực lớn cửa hàng, tùy tiện tiện cái gì giá bán cũng đắt tiền đến chỗ kinh người, hoặc là trong phòng đấu giá, mới sẽ tương đối thường gặp. Có thể cái loại địa phương đó bọn họ là thật liền đi vào dục vọng cũng không có, đồ chân thực quá mắc. Như vậy tương đối mà nói. Giống như Song Vũ Lâu, Kim Bảo Hiên loại này cỡ nhỏ cửa hàng mặc dù đồ vẫn là rất đắt, có thể cùng cái loại đó cực lớn hình dây chuyền, nhất định chính là rõ ràng ăn thịt người địa phương so với, vậy vẫn là coi là phúc hậu cùng không tệ. Ít nhất cái này đồ vật bên trong, bọn họ khẽ cắn răng, vẫn có thể mua được. Mà nghe được những người đó xì xào bàn tán, cùng với vọng gặp vậy Việt Kinh Lâu trên mặt càng ngày càng thật là sấp xỉ không nén được vẻ, Trần Phi không khỏi cặp mắt hơi híp. Chậm rãi nói, ngươi làm sao sẽ biết, ta cầm vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch liền không dùng. Ngươi chắc chắn ngươi không phải là đang nói nhảm, tuyết linh dịch này trừ dùng để luyện đan, cách dùng khác cũng chỉ có thể là trực tiếp uống vào, tăng thêm một chút tu vi. Được rồi, ta cho ngươi một viên hoàng ngọc đan, cái này tổng đủ chưa? Vậy Việt Kinh Lâu không nhịn được phất phất tay, thật giống như ở đuổi con ruồi tựa như. Hả, cái gì, hoàng ngọc đan? Có thể mọi người tại đây nghe vậy, nhưng là tất cả không nhịn được cả người chấn động một cái, sau đó vậy trên mặt liền là có nồng nặc kinh hãi cùng chấn động vẻ. Bởi vì làm cho này Hoàng Ngọc Đan, nhưng mà ở bọn họ đảo Thương Lam thật to nổi danh. Chính là Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư bảng hiệu, cái này Hoàng Ngọc Đan chính là một loại cấp 2 thượng phẩm đan dược, chủ yếu nhằm vào luyện khí tầng 8 cảnh giới dưới, công hiệu là ăn vào sau có thể trực tiếp bằng bạch tăng thêm nửa năm tả hữu khổ tu. Mà thứ yếu công hiệu chính là ở chỗ này đan phục đi xuống 2 tháng bên trong, đan dược còn sót lại dược liệu cũng vẫn có thể trợ giúp người dùng tăng nhanh gấp đôi tả hữu tốc độ tu luyện. Thẳng đến 2 tháng sau, cái loại đó hiệu quả mới có thể kết thúc. Mà có như vậy kỳ hiệu Hoàng Ngọc Đan dĩ nhiên là giá cả vô cùng đắt tiền, ngoài ra trọng yếu nhất, vẫn là như vậy linh đan ở nơi này đảo Thương Lam lên căn bản thuần túy ngay cả có giá cả không hàng. Bởi vì là loại đan dược này trừ Việt Đại Sư. Những luyện đan sư khác căn bản cũng không có đan phương, cũng không có loại thực lực đó có thể luyện chế được. Cho nên, nhiều ít luyện khí 6-7 nặng cường giả đập nồi bán sắt cũng không nhất định đụng đạt được như thế một viên hoàng ngọc đan, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nghe Việt Đại Sư giọng nói kia, chẳng lẽ là muốn trực tiếp đưa thằng nhóc kia một viên? Rào, không phải đâu, thằng nhóc này đến tột cùng là đi cái gì chó ét vận. Cái này Việt Đại Sư không khỏi cũng quá trạch tâm nhân hậu, khí độ rộng lớn chứ. Thằng nhóc kia đều như vậy không biết trời cao đất rộng lỗ mãng xúc phạm với hắn,
có thể hắn lại có thể không chỉ không có quá nhiều trách tội, còn phải đưa thằng nhóc kia một quả hoàng ngọc đan. Ai nói phải không, thằng nhóc kia sợ rằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Việt đại sư vậy mà sẽ là như vậy trạch tâm nhân hậu người, như vậy lấy đức báo oán. Cũng không biết thằng nhóc kia có thể hay không là hắn trước những cái kia lỗ mãng, xung động cử động, mà cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Hiện trường không khí nhất thời có chút xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đều ở một cái chớp mắt này bây giờ hướng vậy Trần Phi ném vô cùng hâm mộ cùng đố kỵ đến ánh mắt xám ngắt ánh mắt. Không có biện pháp, đây chính là Hoàng Ngọc Đan à. Trần quý bực nào, nhưng bây giờ Trần Phi quả thật muốn tương đương với nhặt không. Cái này cùng mua vé số chúng 5 triệu như nhau, thật là chó ép vận quá tốt, vậy làm sao làm người ta không hâm mộ ghen tị. Mọi người nghĩ như vậy pháp đơn giản cũng chính là bởi vì là đứng ở bọn họ góc độ, vậy cái gọi là Hoàng Ngọc Đan là vô cùng chân quý, bị bọn họ nơi khát vọng cùng khao khát. Cho nên khi phát hiện ở Việt đại sư đều nguyện ý đem chân quý như vậy Linh Đan lấy ra một viên, đưa cho ngươi làm nhặt không, cái này chẳng lẽ cũng còn chưa đủ sao? Hết thảy cũng lộ vẻ được hợp tình lý, tựa như hết thảy cũng vốn nên như vậy vậy, có thể bọn họ lại không có bất kỳ một người đứng ở Trần Phi góc độ cân nhắc vấn đề. Trước không nói vậy Việt Kinh lâu đoạt đồ sau đó, gần như vậy ưu bố thí làm nhục cử động, liền nói vậy cái gọi là Hoàng Ngọc Đan, chính là cấp 2 thượng phẩm rác dưới đan dược, Trần Phi cầm tới có ích lợi gì. Trần Phi nhìn vậy Việt Kinh lâu khuôn mặt, làm người ta chán ghét, già nua trên gương mặt mang nồng nặc không nhịn được vẻ, còn có cao cao tại thượng tư thái, tựa hồ là hoàn toàn đã thành thói quen liền cái loại đó cao cao tại thượng. Loại người này... Nói khó nghe một chút hãy cùng trên trái đất những cái kia không ngày không đêm bưng quan cái giá, quan uy quan lão gia như nhau, đi đến chỗ nào đều nhận là mình theo lý là bị chúng tinh phủng nguyệt người trên người. Người bất kỳ một khi chỉ cần là cùng tóc sinh mâu thuẫn, cũng biết bị coi là càn quấy, không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng. Cho nên loại người này thì sẽ càng đương nhiên nhận là người khác liền theo lý là phục tòng hoặc khiêm nhường cùng hắn, chuyện gì đều phải lấy hắn ý nghĩa làm chủ. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn hiển nhiên nhận là mình đã mất so rộng lượng, nhượng bộ, liền một bước, cho ra to lớn bồi thường. Ngươi thật đúng là ở bố thí ta à? Nghĩ đến đây, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi trực tiếp là hiện ra nhàn nhạt vẻ đùa cợt, chợt trong miệng chính là phun ra một đạo thanh âm đạm mạc. Ừ, mọi người đang nghe được Trần Phi lời của sau rõ ràng con ngươi đồng loạt co rúc lại một chút, không phải đâu. Thằng nhóc này không khỏi cũng quá không tán thưởng, cùng vô cùng gan dạ liền chứ. Hắn loại nói này ý nghĩa, chẳng lẽ là còn muốn tiếp tục làm tiếp, liền vậy Hoàng Ngọc Đan đều không muốn. Trời ạ, thằng nhóc này rốt cuộc kết quả có biết hay không cái này Hoàng Ngọc Đan là cái gì à? Hắn là ngu si sao? Vậy Việt Kinh lâu nghe vậy ánh mắt cũng có chút sóng gió nổi lên, chập chờn có chút phiền muộn, ngay sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú ở Trần Phi trên mặt. Nói, vậy ngươi còn muốn thế nào? Từ hắn câu tràn vào lời lạnh như băng âm trong, quả thật có thể cảm nhận được hắn lần này là có chút tức giận. Thằng nhóc này, chân thực có chút quá không thức thời. Quá không thức thời, nói hết thảy các thứ này thật giống như đều là ta sai lầm như nhau. Thôi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi không phải là cảm thấy ta không xứng sử dụng một chai nhỏ này tuyết linh dịch, sẽ phí của trời sao? Vậy đã như vậy. Ngươi có dám cùng ta đánh cuộc một lần? Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt, nói. Càn rỡ, ngươi lại dám như vậy cùng Việt Đại Sư nói chuyện. Vậy đứng ở một bên mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ rốt cục thì không nhịn được gầm lên tiếng, bước chân đi về trước bước ra, lạnh như băng cường hãn linh quang cuồn cuộn, cuối cùng đạt tới luyện khí tầng 7 đỉnh cấp trình độ. Hắn cặp kia tràn đầy vẻ giận dữ còn có lãnh ý con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi. Không khách khí nói khoác mà không biết ngượng, bây giờ lập tức hướng Việt Đại Sư nói xin lỗi. Liền ngươi cũng xứng cùng Việt Đại Sư nói loại này. Vèo. Bất quá hắn lần này uy hiếp cảnh cáo lời nói cũng còn chưa xong toàn bật thốt lên, liền bị một cái hình như khô móng bàn tay trực tiếp là đưa ra tới, ngăn cản. Chỉ gặp vậy Việt Kinh lâu mặt đầy lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói đi, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì? Đánh cuộc gì? Ngươi cảm thấy ta có thể tìm ngươi so cái gì? Ngươi không phải cảm thấy vậy một chai nhỏ tuyết linh dịch bị ta lấy đi chính là phí của trời. Vậy đã như vậy, ngươi có gan hay không cùng ta so tài một chút luyện đan? Ta đây muốn xem, tuyết linh dịch này đến tột cùng là ta cầm đi lãng phí, vẫn là người nào đó cầm đi càng lãng phí.
Trần Phi một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương, cường thế vô cùng nói. Bất quá hắn cái này lời vừa nói dứt, hiện trường không khí liền lại rồi trực tiếp là ngay tức thì xôn xao. Hơn nữa còn là so với trước đó loại trình độ đó muốn, thịnh, rất nhiều rất nhiều. Bọn họ có nghe lầm hay không, đó là thằng nhóc kia điên rồi sao? So luyện đan, hắn coi là kia căn thông kia cây tỏi à? Hắn có tư cách ở Việt Đại Sư trước mặt nói lời như vậy sao? Thật là buồn cười. Nói khoác mà không biết ngượng. Càng mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ lại là một mặt giễu cợt khinh thường quát, sau đó nhìn Trần Phi lạnh lùng nói, đừng lấy là bây giờ nói những lời này là có thể rời đi bọn ta sự chú ý. Bây giờ lập tức hướng Việt Đại Sư dập đầu nói áy náy, nếu không, hôm nay sẽ để cho ngươi không ra được chúng ta cái này song vũ lâu cửa. Để cho ta không ra được cửa này, thật là uy phong thật to à. Nghe vậy Trần Phi lạnh cười, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn về Việt Kinh Lâu, lấy một loại lãnh đạm vô cùng giọng, xem ra ngươi là chỉ biết ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, mà không có gan tỉ thí với ta luyện đan. Tốt lắm, cầm một chai nhỏ tuyết linh dịch ngươi cầm đi, ta Trần Phi. Nhận thua. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn trực tiếp xoay người, đi bộ hướng cửa kia đi ra ngoài. Vậy mặt đầy râu kéo cặn bã trưởng quỹ uy hiếp hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Chỉ cần vậy luyện khí tầng 9 Việt Kinh Lâu không mặt dày vô sỉ đến hoàn toàn không biết xấu hổ đến nước, không thân từ ra tay ngăn trở hắn, những người còn lại, cũng không có ai có thể đem hắn Trần Phi ngăn được. Đứng lại. Nhưng sau đó vậy Việt Kinh Lâu lạnh lùng quát chói tai thanh lại độ vang lên. Đem Trần Phi cũng sắp bước ra cửa bước chân uống dừng lại. Nghe tiếng tất cả mọi người tại chỗ cũng cả người run lên, rồi sau đó ánh mắt hướng vậy tiếng hét thất thanh truyền tới phương hướng nhìn lại. Việt Kinh Lâu một mặt phiền muộn nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, sau lại hướng vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ đột nhiên vung tay lên, lãnh đạm nói, Lâm Diệp, đi cho ta chuẩn bị hai phần vân mạch đan luyện đan vật liệu. Rào rào, tất cả mọi người nghe được Việt Kinh Lâu lời nói này đều là không nhịn được con ngươi hơi co rúc lại một chút. Chợt nhìn một màn trước mắt này lộ ra hứng thú bừng bừng hứng thú sắc. Vân mạch đan, chính là cấp 2 thượng phẩm đan dược trong thông thường nhất, cũng là dễ dàng nhất bị luyện chế được một loại đan dược, công dụng rộng rãi, nhưng lời tuy như vậy, có thể cái này vân mạch đan, vẫn còn là một loại thứ thiệt cấp 2 thượng phẩm đan dược à. Cho nên nó dễ dàng luyện chế cũng chỉ là so với những thứ khác cấp 2 thượng phẩm đan dược mà nói. Đây nếu là đổi thành cùng những thứ khác cấp 2 hạ phẩm. Thậm chí cấp 1 thượng phẩm đan dược làm so sánh. Căn bản cũng không phải là cấp 1 đừng tìm tầng thứ được không? Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người hứng thú sắc liền càng phát ra nồng nặc lên. Xem ra, lúc này là thật có khá hơn chút nhìn, Việt Đại Sư là bị thằng nhóc kia chọc tức nghiêm túc à. Như vậy không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ, thật đúng là đủ có quyết đoán, à. Ha ha, ha ha ha. Nếu ngươi muốn cùng ta so, vậy ta sẽ dạy cho ngươi. Cái gì mới là gọi là luyện đan? Cái này vân mạch đan là cấp 2 thượng phẩm đan dược trong thông thường nhất, cũng là dễ dàng nhất luyện chế được một loại đan dược. Ngươi nếu là thật muốn và ta so, cái này vân mạch đan liền là thấp nhất danh giới cuối cùng. Vậy Việt Kinh Lâu ánh mắt lạnh lùng không chút khách khí đâm đâm xuống ở Trần Phi trên mặt. Mặc dù Trần Phi hướng hắn khiêu chiến luyện đan loại này cử động, ở hắn xem ra nhất định chính là cuồng ngông, nhất định chính là rốt nát, thật là chính là không biết trời cao đất rộng. Nếu là lấy đi những cái kia thời điểm bị hắn gặp loại người này, sợ rằng sớm một cái tát liền từ trước mắt quạt ra, phí nhiều như vậy miệng lưỡi làm gì. Nhưng dẫu sao lần này tình huống là có chút bất đồng, là hắn trước nóng lòng cướp đồ ở phía trước, nghiêm ngặt tuy nói là đối lý liền chút, cho nên hắn mới một mực như vậy nhẫn nại đến bây giờ. Có thể hắn bây giờ càng nhẫn nại, thiếu giống như thằng nhóc kia hình như là càng ngày càng được voi đòi tiên. Còn muốn cùng hắn Việt Kinh Lâu so một lần luyện đan. Được a, thật muốn so với kia liền so đi. Hắn ngược lại cũng thật muốn xem, thằng nhóc này đến tột cùng là có như thế nào luyện đan cảnh giới, mới dám ở hắn Việt Kinh Lâu cái này đường đường cấp 2 thượng phẩm trước mặt luyện đan sư, đều như vậy càn rỡ cuồng ngông. Hừ, là, ta bây giờ lập tức đi chuẩn bị ngay, Việt Đại Sư xin ngài chờ một chút. Vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ lập tức hoang mang rối loạn khom người rời đi, chạy đi chuẩn bị vân mạch đan luyện đan vật liệu. Việt Kinh Lâu bây giờ rõ ràng cũng đã là ở lửa trên đầu, hắn cũng không dám đi xúc rủi ro. Đợi một chút, có thể nhưng vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên lên tiếng.
Làm sao, người bây giờ muốn đổi ý? Vậy Việt Kinh Lâu nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Đổi ý, nhưng chớ đem ta nói cùng một ít người như nhau, ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, trong miệng ngươi vậy cái gọi là Vân Mạch Đan, nhưng có đan phương. Trần Phi cười nhạo một tiếng, chợt nhàn nhạt mở miệng nói. Đan phương, Lâm Diệp, lại đi cho hắn chuẩn bị một phần Vân Mạch Đan đan phương. Ngoài ra, vậy Vân Mạch Đan luyện đan vật liệu chuẩn bị 3 phần đi. Vậy Việt Kinh Lâu ngớ ngẩn, lúc này mới nhớ tới Trần Phi quả thật không nhất định biết vậy Vân Mạch Đan đan phương, chợt nghiêng đầu qua, hướng vậy mặt đầy râu kéo mảnh vụn trưởng quỹ Lâm Diệp lãnh đạm nói. Tiếng nói vừa dứt, lại gặp hắn nhìn về Trần Phi lãnh đạm nói, vậy đừng nói ta vượt người nào đó khi dễ ngươi tiểu bối này, 3 phần Vân Mạch Đan luyện đan vật liệu, ta muốn 1 phần, ngươi muốn 2 phần, đến lúc đó chỉ cần ngươi có thể muốn luyện chế ra 1 viên hoàn chỉnh đan dược, coi như ta Việt Kinh Lâu thua. Không phải hắn cuồng vọng tự lớn, mà là giống như Trần Phi tuổi như vậy người tuổi trẻ, coi như là đánh từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập luyện đan, đến bây giờ cũng mới thời gian bao lâu, sợ rằng liền hắn Việt Kinh Lâu thấm nghệ đan đạo 1/3, 1/4 thời gian cũng không có. Mà dưới tình huống này, nếu như Trần Phi cũng vẫn có thể luyện chế ra 1 viên hoàn chỉnh Vân Mạch Đan mà nói, vậy hắn Việt Kinh Lâu dĩ nhiên chỉ có thể là bại được tâm phục khẩu phục. Không có cậu oán hận nào. Có thể loại tình huống đó có thể sẽ xuất hiện sao? 20-30 tuổi cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, nằm mơ còn không sai biệt lắm. Nói đừng nói như thế trước đầu, nếu không đến cuối cùng không thua nổi trận, có thể sẽ không tốt, hơn nữa ta còn biết cảm thấy thắng không anh hùng. Trần Phi thản nhiên nói. Thắng không anh hùng. Nghe vậy vậy Việt Kinh Lâu chân mày đột nhiên sốc tung, ánh mắt nhìn về Trần Phi trao mày nói, người tuổi trẻ, người thật còn muốn thắng ta. Không phải ta thật muốn thắng ngươi, mà là ta cảm thấy ngươi vốn là không sánh bằng ta. Trần Phi lại nói. Rào rào. Mà hắn lời vừa nói ra, bây giờ mọi người lại là một hồi xôn xao. Mặc dù nghiêm ngặt nhắc tới, cái này cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư cũng không phải là rất lợi hại luyện đan sư cấp bậc. Ở nó mặt trên còn có cấp 3 hạ phẩm, cấp 3 trung phẩm, cấp 5 trung phẩm, cấp 5 thượng phẩm, thậm chí trong truyền thuyết có thể luyện chế vương cấp đan dược. Ngao luyện vương cấp linh dịch vương cấp luyện đan sư. Có thể từ nơi này đảo Thương Lam góc độ mà nói, chỗ này cũng chỉ là xã nghèo vùng đất hoang à. Như vậy vắng vẻ địa phương nhỏ, đừng nói là trong truyền thuyết vương cấp luyện đan sư, chính là phụ cận đây lợi hại nhất luyện đan sư, cũng không quá cũng chỉ là Kim Bảo Hiên lưu ra vị kia cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư lão tổ mà thôi. Mà Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư, chính là cái này đảo Thương Lam lên đứng sau vị kia thứ 2 luyện đan sư. Vì vậy, làm tất cả mọi người thấy Trần Phi như vậy nghiêm trang, lại dám nói Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư, vốn là không sánh bằng hắn, lúc này trong bọn họ rất nhiều người trực tiếp là không nhịn được phốc suy một chút cười, cười rất là giễu cợt, sắc mặt lộ vẻ được vô cùng là tức cười. Thằng nhóc này bây giờ là đang biểu diễn chọc cười bọn họ cười sao? Hừ, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư nghe vậy cũng là chuyện đương nhiên nổi nóng đến trùng trùng hừ lạnh một tiếng. Chợt giận như vậy phất tay áo, co rú mí mắt nhắm mắt dưỡng thần, lười được sẽ cùng Trần Phi nói nhảm. Hắn bây giờ chỉ muốn sớm một chút, mau chút luyện ra một lò Vân Mạch Đan, sau đó đem cái này không biết trời cao đất rộng cuồng ngông tiểu tử, cho đuổi đi. Loại người này, nhìn vậy thật là đủ rồi. Nghe vậy thấy vậy Trần Phi vậy không nói thêm gì nữa, chẳng qua là hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi nhưng có một màn nhàn nhạt đùa cờ thoáng qua. Có ít thứ. Cuối cùng vẫn là cần dùng sự thật tới hung hăng phiến một chút một ít người mặt. Để tránh quá ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng. Một lát sau, vậy xong Vũ Lâu trưởng quỹ Lâm Diệp liền vội vã bận bịu mang 3 phần Vân Mạch Đan luyện đan vật liệu, cùng với 1 phần Vân Mạch Đan đan phương trở về. Gặp tình tiết này vậy Việt Kinh Lâu trực tiếp là lãnh đạm sốc tung mí mắt, nói, đi thôi, chúng ta đi luyện đan thất. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn cũng không quay đầu lại hướng vậy phòng khách hậu viện đi về phía. Ở tầng kia phòng khách hậu viện bên trong thì có một tòa luyện đan thất, hắn thỉnh thoảng sẽ thử dùng một chút. Thấy tình cảnh này trưởng quỹ kia Lâm Diệp lập tức bưng 3 phần Vân Mạch Đan luyện đan vật liệu cùng với đan dược đan phương, đi theo lên. Trần Phi cặp mắt lóe lên nhàn nhạt chập chờn, vậy đi bộ đi theo lên. Ngày hôm nay chuyện này, không là những thứ khác, chỉ là khẩu khí này hắn thì nhất định phải tranh. Hay không thì nếu không hắn đều được cái gì, mặc cho người khi dễ rác dưới sao.
Mà ở thấy tình cảnh này vậy Lâm Mặc Tâm tại chỗ trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là cắn răng đi theo lên, có thể trong lòng của hắn lại có một loại dự cảm bất tường rất quỷ dị hiện ra. Không biết tại sao, trong lòng của hắn lại có như vậy một chút xíu cảm giác, Trần Phi sẽ thắng. Chẳng lẽ là hắn đầu óc bất tỉnh, sinh ra ảo giác? Nhưng mà, cái này ảo giác có phải hay không có chút sai quá ngoại hạng? Trần Phi, hắn làm sao có thể sẽ thắng, Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư lại làm sao có thể thất bại? Vậy luyện đan thất phương vứt, trường dài rộng đánh giá cao kế đều có 10 đến 15 mét, mà vậy luyện đan thất trung ương chính là có một tòa hai người cao lò luyện đan, bị dưới lòng đất xông tới ngọn lửa vây quanh, tản ra ầm ầm tiếng vang, chiếm cứ luyện đan bên trong phòng rất lớn một phiến khu vực, làm người ta không tự chủ ánh mắt tụ vào đi. Đối với tuyệt đại đa số luyện đan sư mà nói, một tòa tiện tay lò luyện đan tuyệt đối là không thể hoặc thiếu, thậm chí tánh mạng tương giao. Tựa như cùng vậy Việt Kinh Lâu, trong tay hắn thì có một tòa trung phẩm pháp khí cao cấp, sóng lớn lò, vừa là hắn chuyên dụng lò luyện đan, lại là trong tay hắn lợi hại nhất binh khí. Ở nơi này đảo Thương Lam lên thậm chí chu vi gần ngàn bên trong phạm vi đều là uy danh hiển hách, thuộc về cao cấp nhất một loại kia. Được rồi, vậy chớ chỉ hoãn thời gian, cái này luyện đan bên trong phòng cũng chỉ có một tòa lò luyện đan, vậy thì ta tới trước đi. Một phần vân mạch đan luyện đan vật liệu tiêu chuẩn thành đan tính là 3 tới 5 viên, đan dược phẩm cấp nói, ít nhất cũng phải 2 văn chứ. Như vậy đi, nếu là so luyện đan, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi gì, dẫu sao ngươi cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái này vân mạch đan. Vậy Việt Kinh Lâu chậm rãi dừng lại một chút, rồi sau đó nói ta luyện cái này một lò vân mạch đan, vô luận là luyện đan thất bại, hoặc giả là thành đan số lượng ít hơn so với 4 viên, đan dược phẩm cấp thấp hơn 2 văn, cũng coi như là ta thua. Mà ngươi, chỉ cần có thể luyện chế ra một viên hoàn chỉnh thành đan là được, như thế nào? Dựa theo tu chân giới luyện đan sư đối với đan dược phẩm cấp chính thống phân chia, một viên thuốc phẩm cấp phẩm chất, bình thường mà nói, là phải bị phân là 1 tới 10 văn phẩm chất cấp bậc. Một văn đan dược thông thường nhất, chỉ có thể tính là một viên thành đan, mà 2 văn đan dược thì sẽ hơi có vẻ tiến dần từng bước một ít, không miễn cưỡng như vậy. Còn như nói đẳng cấp cao hơn đan dược phẩm cấp, tỉ như 4 văn đan dược trở lên, cái này lớn phân loại có cái bị gọi chung ở chung với nhau từ ngữ. Tên là ngân văn đan dược. Ngân văn đan dược luyện chế độ khó rất lớn, vậy những lời ấy, cũng chỉ có cái loại đó thấm nghệ đan đạo nhiều năm luyện đan sư lão luyện mới có thể một nửa chắc chắn có thể luyện chế được. Vậy vì vậy, loại này ngân văn đan dược giá cả bình thường mà nói có thể so với 4 văn trở xuống cùng loại đan dược đắt rất nhiều. Tương đương với trên trái đất hàng trong nước theo vào hàng hóa bài hàng giữa phân biệt. Khác trừ cái này ra, ở nơi này loại ngân văn đan dược trên, làm đan dược phẩm cấp nếu có thể đạt tới trong truyền thuyết 7 văn trở lên nói, cái loại đó nghịch thiên khủng bố phẩm chất đan dược, liền sẽ bị gọi là kim văn đan dược. Quý trọng, hãn gặp tới cực điểm. Thậm chí cái loại đó đan dược luyện chế độ khó đều đã không thể dùng đơn giản khó khăn hai chữ tới khái quát, tóm lại tầm thường luyện đan sư căn bản cũng sẽ không cân nhắc loại tình huống đó phát sinh. Bởi vì là cái này quả thực quá không thực tế. Coi như là những cái kia danh chấn cổ quốc cao cao tại thượng luyện đan đại sư tồn tại, đời này, chỉ sợ cũng là cũng không có mấy lần luyện chế ra kim văn đan dược trải qua đi. Còn như vậy càng ở kim văn đan dược trên, trong truyền thuyết được gọi chi là thần thoại 10 văn đan dược, đó nhất định chính là hoàn mỹ không tì vết. Tầm thường luyện đan sư đừng nói là luyện chế, sợ rằng có chút đời này liền nghe cũng chưa có nghe nói qua. Tùy tiện, đối với vậy Việt Kinh Lâu nói quy tắc, Trần Phi dĩ nhiên một chút dị nghị không có. Phải biết hắn nhưng mà có vị kia tu chân giới cao nhân chọn đời mạnh nhất đan đạo truyền thừa, nếu không phải ngại vì tu vi hạn chế, sợ rằng hắn bây giờ liền vương cấp đan dược cũng có thể giống như đường đậu vậy tùy ý luyện chế. Dưới tình huống này, hắn có cần phải để ý cái gì quy tắc, cái gì thành đan phẩm chất sao? Không dù sao đều là nhắm mắt lại tùy tiện chơi, tùy tiện thắng sao? Hừ! Gặp đều đã đến như bây giờ vậy trình độ, vậy Trần Phi thái độ lại còn dám như vậy càn rỡ, cuồng ngông, Việt Kinh Lâu không khỏi một mặt phiền muộn trong miệng mặt trùng trùng hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn lại không có nói nhảm nữa nói thêm cái gì, mà là xoay người, hướng trưởng quỹ kia Lâm Diệp muốn một phần vân mạch đan luyện đan vật liệu, liền trực tiếp động thủ mở lò luyện đan. Oanh! Ầm ầm long! Hai người kia cao lò luyện đan hạ, tâm trái đất lửa hừng hực cháy âm thanh điếc tai nhúc nhích. Nhấc lên một mảng lớn nóng bỏng vô cùng đợt khí, cuộn sạch hướng bốn phương tám hướng,
Vậy Việt Kinh Lâu trực tiếp là vung tay lên đem vậy Vân Mạch đan luyện đan vật liệu toàn bộ rời tay ném vào, vọt lên một hồi bảo quang. Hắn chân chính động tới tay luyện đan đổ lộ vẻ rất là đàng hoàng cùng thần thánh, vậy hừng hực thiêu đốt ánh lửa ở hắn đầu ngón tay nhanh chóng qua lại lưu chuyển, đúng cái động tác lộ vẻ được vô cùng là nước chảy mây trôi, phân giản chóc luyện đan tài liệu tạp chất, cho người cảm giác giống như là khắc vào trong xương cốt chất lọt vậy, sợ ngây người rất nhiều người. Bởi vì là bọn họ lại là lần đầu tiên gặp Việt Đại Sư động thủ luyện đan, cái này tiết tấu, chân thực thật lợi hại. Trời ạ, cái này Việt Đại Sư vậy thật lợi hại chứ. Đây quả thực là nước chảy mây trôi. Coi như là những thứ khác cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư tới luyện chế cái này Vân Mạch Đan, khẳng định vậy thiếu bổ dập đầu đụng đụng, có thể Việt Đại Sư hắn. Hắn không biết đã sắp thành là luyện đan sư cấp 3 liền chứ. 3. Luyện đan sư cấp 3. Đừng nói thật có khả năng, nếu là Việt Đại Sư thật có thể thành là luyện đan sư cấp 3 mà nói, cái này Song Vũ Lâu, chỉ sợ là lại phải lớn mạnh liền à. Không sai, đừng xem Kim Bảo Hiên lưu ra vị kia lão tổ là một vị luyện đan sư cấp 3, có thể hắn bây giờ căn bản là không có ở nơi này đảo Thương Lam, mà là thật giống như đi Thanh Long Câu. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, có thể đừng đã quấy rầy Việt Đại Sư luyện đan. Các người mau xem thằng nhóc kia diễn cảm. Ta đoán hắn bây giờ đều đã bị sợ được không có can đảm ở trước mặt quan công đùa bỡn thật to đao chứ. Ha ha, nhất định chính là không tự lượng sức, hắn thật chẳng lẽ lấy là mình còn có thể đủ có tư cách Việt Đại Sư tỷ thí luyện đan. Lấy là chính hắn là thứ gì à? Vậy chưa đóng kín luyện đan thất ngoài cửa truyền đến kêu lên, cơ hồ tất cả mọi người đều bị Việt Kinh Lâu vậy nước chảy mây trôi kỹ thuật luyện đan nơi khuất phục. Cái này Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư. Sợ rằng đều phải thành là cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư chứ. Mà chính là ở nơi này ban xôn xao cùng bị chấn động, thức hải bên trong trận kinh không cũng là có nhiều hứng thú sắc phát ra tiếng, như thế nào, người cảm giác hắn kỹ thuật luyện đan như thế nào? Kỹ thuật luyện đan như thế nào? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt nhìn vậy đang nước chảy mây trôi luyện chế Vân Mạch Đan Việt Kinh Lâu, nhàn nhạt nói, và những cái kia phổ thông luyện đan sư so với, hẳn coi như là thích hợp đi. Nhưng nếu là giữ ánh mắt ta mà nói, cái này trình độ chân thực có chút bất nhập lưu. Bất nhập lưu. Nghe vậy, lần này nếu đổi lại là thức hải bên trong trận kinh không ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi giọng lại có thể sẽ lớn đến loại trình độ này. Một lúc sau, mới gặp hắn chậm rãi mở miệng hỏi, cái này cái gì Vân Mạch Đan, ngươi có thể luyện chế ra dạng gì phẩm chất, mấy văn? 3 văn vẫn là 4 văn. 3 văn vẫn là 4 văn. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi hơi thoáng qua vẻ kinh dị, rồi sau đó khá là thần bí cười lắc đầu một cái, nói trước hết để cho ta bán cái thắt hút đi, chờ lát nữa, đến lúc đó ngươi thì biết. Bán cái ải gì, vậy cũng tốt, nghe vậy vậy thức hải bên trong trận kinh không mặc dù có chút lập tức nín thở, nhưng hắn cũng chỉ có thể là sau đó lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Thằng nhóc này thật vẫn là, lúc nào đem ngón này học. Oanh, ầm ầm long. Mà nhưng vào lúc này vậy Việt Kinh Lâu thật giống như đã từng cái một đem tất cả Vân Mạch Đan luyện đan vật liệu cũng tinh luyện xong. Vậy cả người bao quanh hừng hực tâm trái đất lửa lò luyện đan tản ra tiếng động lạ, diễm lãng ngất trời. Sau đó liền gặp vậy Việt Kinh Lâu hơi hô hà hơi, ánh mắt đổi được ngưng nhiên chỉnh trọng, hất tay một cái, vậy vần quanh ở đầu ngón tay hắn ngọn lửa trực tiếp là hung hăng quay lại, liền trực tiếp hướng luyện đan sư kia nhanh chóng vô cùng bay đi. Đem tất cả luyện đan vật liệu tinh hoa dung nhập vào trong đó. Oanh! Ngọn lửa kia lại là hừng hực, vây quanh hai người cao lò luyện đan bung ra dậy ầm ầm tiếng vang điếc tai. Vậy Việt Kinh Lâu còn quấn ngọn lửa đầu ngón tay cũng là giống như lửa con bướm vậy rực rỡ chuyển động, nước chảy mây trôi, không ngừng hướng ngọn lửa kia vọt lên trong lò luyện đan đánh tới từng đạo linh quang. Như vậy hẹn chưa tới nửa giờ sau, vậy trong lò luyện đan, lại có thể đều đã có từng luồng thấu lòng người tìm mùi thơm lạ lùng xuất hiện, hướng bốn phương tám hướng tản ra. Oa, là đan thơm, đây là muốn thành đan sao? Không hổ là Việt Đại Sư, đây quả thực là thật lợi hại. Cấp 2 thượng phẩm cấp bậc Vân Mạch Đan ở trong tay hắn căn bản cũng không có độ khó. Đúng vậy, xem ra cái này Việt Đại Sư là thật muốn tấn thăng thành là cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư. Nếu không không thể nào như thế lợi hại. Song Vũ Lâu Lâm ra lần này có thể phải đi đại vận. Một vị cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư, chỉ sợ cũng coi như là hai vị đảo chủ cũng không dám tùy tiện lạnh nhạt, huống chi, Việt Đại Sư vốn là còn là một vị luyện khí tầng 9 động chủ cấp cường giả.
luyện đan sư ngoài cửa lớn truyền tới tiếng kinh hô hơn nữa xôn xao cùng rung động đứng lên. Đều bị một màn này cho khuất phục đến phục sát đất, mỗi đạo thanh âm bên trong đều tràn đầy hâm mộ, cùng ngửa mặt trông lên tình. Có thể luyện chế cấp 2 thượng phẩm đan dược cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, và bọn họ so với, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Tầng thứ chênh lệch thật sự là quá xa quá xa. Vậy vì vậy, không ít người lại lần nữa rơi vào Trần Phi trên người ánh mắt đều là tràn đầy giễu cợt, cùng với cười nhạt. Thằng nhóc này, mới vừa rồi như vậy không biết trời cao đất rộng, lần này xong chưa? Biết lợi hại chưa? Lại dám vọng tưởng cùng Việt Kinh Lâu Việt Đại sư tỷ thí luyện đan, thật đúng là không biết mình là cái thứ gì. Không biết cái gọi là. Đối với lần này, Trần Phi mặt không cảm giác, thậm chí liền liền muốn hơi phản ứng một cái dục vọng cũng không có. Bởi vì là có một số việc, vẫn là cần dùng sự thật tới thật tốt chứng minh một chút à. Mở, sau đó chỉ chốc lát sau, vậy Việt Kinh Lâu đưa tay ở đó hừng hực thiêu đốt lò luyện đan lên điểm một cái, ngọn lửa kia cùng nhiệt độ lập tức bắt đầu lắng xuống cùng chậm chạp giảm xuống. Hiển nhiên, đây là hắn nhận là đã có thể mở lò, đan thành. Quả nhiên, làm vậy lò luyện đan bị sau khi mở ra, bên trong đang có 4 viên giọt xem tròn xoe đan dược yên tĩnh đắm chìm trong yếu ớt diễm quang trong. Thiết còn lộ ra dị hương nhàn nhạt, vô cùng hấp dẫn người con ngươi cùng nhìn chăm chú. Chúc mừng Việt Đại sư luyện đan đan thành, trưởng quỹ kia lập tức cao nâng hai tay lên, thần sắc kính nể chúc mừng. Hắn có thể đúng là có thể nhìn ra, cái này Việt Đại sư luyện đan kỹ thuật là muốn so với trước kia lợi hại hơn. Mà nếu là như vậy, sáng mai ngày nào nếu như Việt Đại sư thật có thể đột phá thành là cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư nói, vậy bọn họ xong Vũ Lâu Lâm ra. Vậy tất nhiên sẽ vì vậy đi theo nước lên thuyền lên, tự thân quy mô và phát triển về phía trước bước vào một bước dài. Nghĩ đến đây, trưởng quỹ kia Lâm Diệp mặt đầy thần sắc liền hơn nữa kích động, phảng phất là gặp được gia tộc bọn họ hơn nữa tốt đẹp, và cường thịnh ngày mai. Bất quá vậy Việt Kinh Lâu nhưng thật giống như căn bản cũng không có nghe được hắn lời nói kia, chẳng qua là ánh mắt chặt chặt nhìn chăm chú vậy trong lò luyện đan, nhìn một lúc lâu, mới vẫy tay triển lãm một đạo linh quang. Đem vậy trong lò luyện đan 4 viên đan dược cũng cuốn đi ra, bỏ vào một đã sớm chuẩn bị xong bình ngọc nhỏ trong, thả vào Trần Phi trước mặt. Một phần vân mạch đan luyện đan vật liệu, thành đan 4 viên, phẩm chất thuốc 3 văn. Hắn nhìn Trần Phi sắc mặt bình thản nói nói. Rào rào, các người nghe được không, phẩm chất thuốc lại là 3 văn. Không hổ là Việt Đại Sư, thật sự là lớn lợi hại. Đây nếu là đổi thành những thứ khác cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư. Sợ rằng có thể luyện chế ra 2 văn phẩm chất thành đan, cũng đã là ngày đầu. Ngươi không phải là nói nhảm sao? Việt Đại Sư nhưng mà sắp đột phá thành là cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư người, hắn không lợi hại ai lợi hại. Hi hi, nếu là cái này mấy viên vân mạch đan có thể lấy ra bán ra là tốt. Đây chính là 3 văn à, coi như là so phổ thông vân mạch đan đắt gấp đôi ta cũng nguyện ý mua. Chẳng qua là đắt gấp đôi, ngươi vậy thật là mơ đi. Cái này 3 văn vân mạch đan, ít nhất phải so phổ thông vân mạch đan đắt xấp xỉ gấp đôi, ta dù sao cũng không mua nổi, loại này phẩm chất cao đan dược chân thực quá mắc à. Nghe được vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư thanh âm, vậy luyện đan bên ngoài phòng mọi người trực tiếp là tạc oa. 3 văn vân mạch đan, phẩm chất cao như vậy cấp 2 thượng phẩm đan dược, bọn họ ai không muốn. Mà lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy căn bản, dứt khoát bị bọn họ quên mất. Có lẽ ở bọn họ ý tưởng cùng nhận là trong, Trần Phi bây giờ khẳng định sớm bị Việt Đại Sư vậy nước chảy mây trôi, vô cùng lợi hại cao siêu luyện đan kỹ thuật dọa cho đến chân mềm nhũn. Dưới tình huống này, hắn còn dám, còn nguyện ý tiếp tục ở Việt Đại Sư cái này trước mặt quan công đùa bỡn đại đao, xấu hổ mất mặt mới là lạ. Cho nên nói à, loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hoàn toàn nhất định chính là không tới Hoàng Hà lòng không chết, nếu không phải là giống như bây giờ. Bị rung động đến chân mềm, thậm chí hù chết, mới biết thất vọng thu liễm sao. Ha ha, loại người này chính là như vậy, thật là không biết thức thời à. Được rồi, thật là ta, cho ta một phần luyện đan vật liệu. Có thể ra bọn họ đoán là, sau đó lại có như vậy thanh âm đột nhiên ở bọn họ bên tai vang lên. Ừ, ở bọn họ nghe được cái này dạng thanh âm sau đều là không nhịn được toàn bộ con ngươi hơi co rúm lại một chút. Sau đó... liền gặp bọn họ đều là sắc mặt có chút cổ quái cùng khó coi hướng Trần Phi nhìn lại. Thật nhỏ tử không khỏi thật có chút quá cản rỡ cùng quá phận, bây giờ, Việt Đại Sư đều đã luyện ra 3 văn vân mạch đan như vậy tinh phẩm đan dược,
hắn chẳng lẽ còn phải tiếp tục vùng vẫy, lãng phí mọi người thời gian. Đây quả thực là, có chút thật là quá đáng à. Ngươi thật còn muốn tiếp tục luyện đan. Trưởng quỹ kia Lâm Diệp hiển nhiên vậy không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy, ánh mắt trầm trầm nói. Không luyện đan ngươi muốn ta tỉ thí thế nào? Nha, đúng rồi, ngươi là nhận là ta sẽ làm nhục, lãng phí cái này một phần luyện đan vật liệu, làm các người tổn thất linh thạch chứ. Có thể ngươi thật giống như quên ta vậy, Hắc Vân Phủ cùng với 300 hạ phẩm linh thạch không phải đều còn ở các người vậy trong đại sảnh. Nếu là ta luyện đan thất bại, trực tiếp từ vậy trong đem tương ứng linh thạch khấu trừ đi ra, không được sao? Nghe vậy Trần Phi nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, vẫn là nói, các người căn bản liền không có chuẩn bị và ta thật tốt so. Ngươi, trưởng quỹ kia Lâm Diệp ngay tức thì sắc mặt có chút khó coi, bởi vì là lời như vậy nói ra, không phải rõ ràng nhằm vào bọn họ song vũ lâu không có khí độ, liền một phần vân mạch đan luyện đan vật liệu cũng bỏ không được sao. Đây nếu là truyền đi, truyền tới bọn họ đối thủ cạnh tranh trong lỗ tai, không lâm vào là một chàng cười nhạo mới là lạ. Suy nghĩ một chút cũng thật mất thể diện. Đem luyện đan vật liệu cho hắn, mà nhưng vào lúc này Việt Kinh Lâu cũng là thanh âm lãnh đạm nói. Giọng hơi có chút không cao hứng lắm. Tuy nói Lâm Diệp vậy cử động cùng nghi ngờ, ở hắn xem ra là có thể hiểu, nhưng là, có thể hiểu là một chuyện, phải nên làm như thế nào, nhưng lại là một chuyện khác. Phải biết bọn họ bây giờ thật liền Trần Phi luyện đan cũng không cho phép, như vậy loại được là đem hắn Việt Kinh Lâu đưa vào chỗ nào. Luôn không khả năng nói là hắn Việt Kinh Lâu sợ, sau đó không dám muốn thằng nhóc kia mở lò luyện đan chứ. Đây nếu là nói ra, nên là bực nào hoang đường à. Hơn nữa hắn Việt Kinh Lâu mặt mũi muốn để nơi nào đâu. Nghe được Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư lời nói ở giữa bất mãn, trưởng quỹ kia Lâm Diệp lại nữa dám nói nhảm, lập tức cầm trong tay còn thừa lại vậy hai phần vân mạch đan đan dược đưa cho Trần Phi. Chỉ cần một phần là đủ rồi, có thể Trần Phi nhìn hắn một cái, cũng chỉ lấy đi một phần vân mạch đan luyện đan vật liệu. Mà hắn loại này được là, cuối cùng là lại đem luyện đan thất ngoài cửa lớn chú ý của mọi người lực lần nữa hấp dẫn trở lại, dẫn phát một hồi yếu ớt xôn xao. Này, các người xem, thằng nhóc kia không biết thật sự định muốn luyện một luyện vậy vân mạch đan chứ? Có thể hắn mới bây lớn à, liền hắn từng tuổi này, căn bản cũng không có thể. Lý hắn làm gì, người đây chẳng lẽ cũng còn không nhìn ra được sao? Cố làm ra vẻ mà thôi, chờ lát nữa khẳng định được liền nổ lò. Có thể thằng nhóc kia biểu tình trên mặt không khỏi cũng quá chấn định chứ? Không thể nào hắn thật. Chấn định cái rắm, diễn thật tốt mà thôi. Hắn trong lòng bây giờ mặt khẳng định hoảng muốn chết, các người hãy chờ xem, chờ lát nữa, thằng nhóc kia nhất định sẽ bụi văng đầy người lấy nổ lò. Cũng không xem vân mạch đan là bực nào đẳng cấp đan dược. Chỉ bằng hắn, cũng phối hợp vọng tưởng luyện chế thành công sao. Không sai, không sai, nhất định là như vậy. Cơ hồ tuyệt đại đa số người cũng không coi trọng Trần Phi, nhận là hắn bây giờ hoàn toàn chính là ở cố làm ra vẻ. Nhưng cũng có rất ít người hiện vào lúc này không lại há miệng nói chuyện, mà là ánh mắt khá là cứng ngắc, chặt chặt rơi vào Trần Phi trên mình, có một loại rất là kỳ quái cộng thêm không dám tin tưởng tâm lý hoạt động đang từ từ xuất hiện. Nếu là thằng nhóc này thật vậy luyện chế được vân mạch đan, vậy phải làm thế nào? 20-30 tuổi cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư à, đừng nói là ở bọn họ đảo Thương Lam, coi như là toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực, thậm chí còn thành U Lang. Đó cũng là vô cùng là làm người ta không dám tin tưởng một chuyện chứ. Nói thật, muốn thật có thể thành công. Vậy loại chuyện này mà coi như thật không phải là nháo chơi. Đến lúc đó cho dù là luyện được vân mạch đan phẩm chất không có đạt tới ba văn, nhưng mà Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư, sẽ không biết xấu hổ cảm thấy hắn chiến thắng sao. Cái này, tổng không biết ngày hôm nay thật muốn bọn họ làm chứng một tràng kỳ tích chứ. 20-30 tuổi cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư. Đó không phải là kỳ tích là cái gì. Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng đã bắt đầu luyện vậy lò vân mạch đan. Vèo, vèo, vèo. Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu phân giản luyện đan tài liệu động tác vậy đồng dạng là nước chảy mây trôi, chất phác không màu mè, giống như là nghệ thuật vậy, cũng chỉ là trong nháy mắt, liền làm vậy Việt Kinh Lâu nguyên vốn còn có chút không nhìn được cặp mắt, còn người ngay tức thì hung hăng bạo rụt một chút. T. Điều này sao có thể? Có câu nói thạo nghề ra tay một cái đã biết có hay không, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Biến cố bất thình lình,
trực tiếp là làm hắn toàn bộ đầu óc đều có chút ngay tức thì tiến vào một loại hỗn loạn cùng khó tin kinh hãi chính giữa. Gương mặt đó bàng, cũng là ở nơi này ngay tức thì đổi được vô cùng run rẩy cùng tái nhợt. Cái này, thằng nhóc này chẳng lẽ còn thật là một vị cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư sao? Có thể, nhưng vấn đề là, hắn bây giờ tuổi tác mới bây lớn à? Điều này sao có thể? Này, không, không phải đâu. Các người xem thằng nhóc kia phân giản, xử lý luyện đan tài liệu tốc độ. Ta làm sao cảm giác hắn so Việt Đại Sư mới vừa rồi còn lợi hại? Nói xạo, Việt Đại Sư thân phận gì, hắn lại là thân phận gì? Cái này vừa mới bắt đầu mà thôi, người cũng biết hắn nhất định có thể luyện chế thành công. Không sai, phân giản, xử lý luyện đan vật liệu cái này cũng chỉ là kiến thức cơ bản. Ta xem hắn cũng chính là kiến thức cơ bản coi như có thể mà thôi. Này, không phải đâu. Các người mau xem, hắn làm sao đem tất cả luyện đan vật liệu cũng một chút toàn ném vào trong lò luyện đan. Đây không phải là còn không có xử lý xong luyện đan vật liệu bên trong tạp chất sao, hắn đang suy nghĩ gì? Ha ha, có thấy không, ta liền nói hắn loại này tiểu tử làm sao có thể sẽ hiểu, cái gì là luyện đan. Hắn vậy ba lưỡi búa to chỉ sợ là đã dùng sạch sẽ. Ở đó luyện đan thất ngoài cửa lớn huyên náo ngươi một lời ta một lời trong, Trần Phi lại trực tiếp đem vậy tất cả luyện đan vật liệu toàn bộ bỏ mặc 3721, tất cả đều ném vào vậy hừng hực thiêu đốt tâm trái đất lửa lò luyện đan chính giữa, một màn này, trực tiếp là dẫn phát luyện đan bên ngoài phòng một hồi xôn xao. Mọi người đều biết, cái này luyện đan tài liệu phân giản và xử lý nhưng mà một môn vô cùng tỉ mỉ việc, hơi có một ít chút không cẩn thận cùng lơ là khinh thường. Liền trực tiếp là có chút ảnh hưởng đến thành đan tỷ lệ thành công cùng với phẩm chất thuốc. Cho nên, bất kỳ một vị luyện đan sư ở phân giản cùng xử lý luyện đan tài liệu lúc này cũng khẳng định tất nhiên sẽ là chuyên chú lại chuyên chú. Tỉ mỉ lại tỉ mỉ. Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ đây coi là cái gì? Trần Phi lại muốn duy nhất đem tất cả luyện đan vật liệu cũng phân giản, xử lý. Hắn là ai à? Này! Ngươi làm sao đem tất cả luyện đan vật liệu cũng mất hết lò luyện đan. Trần Kinh không vậy rõ ràng đạo lý này, mở miệng nhắc nhở. Một kiện kiện tới quá phiền toái, cũng không phải là thứ tốt gì, tùy tiện luyện luyện là được, Trần Phi thuận miệng đáp. Trần Kinh không nhất thời bị lời này sặc được không lời có thể nói. Cảm tình Trần Phi thằng nhóc này, là căn bản thật không có đem luyện cái này cái gì vân mạch đan, cho làm là một chuyện con a. Cũng chỉ là tùy tiện luyện luyện. Thật là được rồi sao? Im miệng, hoặc là liền từ bên ngoài lăn ra ngoài. Các người đem cái này luyện đan sư luyện đan, làm là cái gì? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo cực kỳ lăng liệt quát lạnh thanh lại đột nhiên ở bên ngoài những người đó bên tai hung hãn nổ vang ra tới. Cuối cùng Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư. Hắn bây giờ coi như là lại không dám tin tưởng trước mắt trạng huống này, khá vậy thật rõ ràng, thằng nhóc kia, người trẻ tuổi kia là thật có luyện chế vân mạch đan khả năng. Luyện đan sư đang luyện đan lúc này kiêng kỵ nhất có người quấy rối, chớ nói chi là giống như bây giờ công khai xảo xảo nháo nháo, cái này cũng thành cái gì. Muốn bởi vì là bọn họ cái này quấy rối mà đưa đến luyện đan thất bại, bọn họ người nào phụ trách? Giao giao. Vậy luyện đan thất ngoài cửa lớn nhất thời tất cả mọi người bị sợ được cả người run lên, rồi sau đó khoảnh khắc ở giữa đổi được yên lặng như tờ, câm như hến, thở mạnh đều không dám tiếp tục nghĩ nhiều ra một chút. Bọn họ đều cảm giác được không có gì sánh kịp đáng sợ áp lực. Luyện đan sư luyện đan từ trước đến giờ đều là tư mật, bây giờ có thể để cho ngươi xem đều đã rất tốt, còn dám lên tiếng quấy rối, đây không phải là muốn chết sao? Muốn bởi vì là bọn họ mà đưa đến luyện đan thất bại, bọn họ ai thoát khỏi liên quan? Đến lúc đó đều thật phiền toái, không xong. Chẳng qua là, thằng nhóc kia thật có thể luyện chế ra vân mạch đan sao? Có thể đây chính là cấp 2 thượng phẩm đan dược à. Còn con này một cái nhìn như chỉ có 2-30 tuổi tiểu tử, cái này dựa vào cái gì, làm sao có thể à. Vậy Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư một tiếng quát chói tai, làm vậy tất cả mọi người tại chỗ đều bị hù được cả người run lên, câm như hến, phảng phất là cảm thấy to lớn áp lực. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại không có để ý sẽ một ít. Chỉ gặp hắn tiện tay đem vậy vân mạch đan tất cả luyện đan vật liệu cũng phân giản. Xử lý xong hết sau đó, liền trực tiếp là đưa tay hướng vậy lò luyện đan chỉ một cái, một tiếng nổ rên, vậy dâng trào mãnh liệt tâm trái đất lửa liền giống như là giống giận rồng lửa vậy, nguy nga như vậy nhốn nháo lao ra, đem hai người kia cao lò luyện đan trực tiếp là chìm ngập thành một mảnh lửa lớn biển.
tung tóe làm người ta rợn cả tóc gáy nóng bỏng nhiệt độ. Hiển nhiên, lấy hắn hiện nay tu vi còn có vậy tu chân giới cao nhân khủng bố cường hãn đan đạo kỹ thuật truyền thừa, cái này cái gọi là cấp 2 thượng phẩm đan dược vân mạch đan luyện chế độ khó thật hãy cùng trêu ghẹo mãi một lò đường đậu không khác biệt. Thậm chí liền để cho hắn đưa tới hứng thú ý niệm cũng rất khó có. Đây là cái gì thủ đoạn luyện đan? Trực tiếp điều khiển tâm trái đất lửa đem vậy lò luyện đan cũng cuộn sạch che mất. Đây không phải là làm ẩu sao? Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, chẳng lẽ ngươi còn muốn gặp Việt Đại Sư tái phát giận một lần? Bất quá, thằng nhóc kia đến tột cùng là thâm tàng bất lộ cao thủ, vẫn là hoàn toàn chẳng qua là ở làm bộ làm tịch. Loại này to gan phương thức luyện đan, thật là chưa bao giờ nghe, gặp nơi không gặp à. Được rồi, đàng hoàng tiếp tục xem đi. Rốt cuộc là có bản lãnh thật sự, vẫn là hoàn toàn ở vậy làm bộ làm tịch. Đến khi cái này luyện đan kết thúc sau đó, hết thảy cũng biết thấy rõ. Lần này luyện đan thất ngoài cửa lớn những người đó không dám lại không chút kiêng kỵ cao giọng xôn xao. Bất quá bọn họ vào lúc này, vẫn còn là câu cũng không hẹn mà cùng đồng loạt đều đưa mình ánh mắt nhìn về trước Trần Phi, đang mong đợi cuối cùng một khắc kia kết cục, kết quả sẽ là như thế nào. Bực này tuổi người tuổi trẻ nếu là thật có thể thành công luyện chế ra một lò cấp 2 thượng phẩm vân mạch đan mà nói, đó là cái gì khái độc à? Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực, cũng biết hoàn toàn sôi trào đi. Bởi vì là đây quả thực đều có thể dùng đan đạo kỳ tài để hình dung. 20-30 tuổi cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư, vậy nếu là cùng hắn 40-50 tuổi đâu? 60-70 tuổi đâu? Há chẳng phải là trong tin đồn cho dù là ở thành U Lang vậy nhóm cường giả như mây, hào cường tông môn thế lực mọc như rừng đất đai phương, cũng gọi là người trên người, cao quý tồn tại luyện đan sư cấp 4, luyện đan sư cấp 5 đều có thể thực hiện đạt tới. Mà như vậy sự việc, quang suy nghĩ một chút cũng đủ để làm ra đầu tê dại. Bởi vì thế cùng tiềm lực không khỏi thật sự là có chút quá kinh khủng một ít, người nào không hâm mộ à. Như vậy tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên có chút run run cùng sợ hãi đứng lên. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy đang luyện đan trẻ tuổi bóng người, một cái chớp mắt không chớp mắt. Vèo, vèo, vèo. Như vậy lớn như vậy tổng thể sau gần nửa giờ, đang hơi có vẻ trò chuyện ỉ lại Trần Phi trên mặt đột nhiên hơi nghiêm một chút, sau đó cặp mắt kia liền dần dần nhỏ híp lại, chìa tay ra hướng về phía đó hoàn toàn là bị hừng hực tâm trái đất lửa che giấu lò luyện đan liên tục không ngừng ít nhất chỉ điểm hơn 10 lần. Rồi sau đó, một đạo mênh mông cột lửa liền lại kinh người phóng lên cao, đem vậy cả tòa không tính là nhỏ hẹp luyện đan thất trực tiếp là nhuộm đỏ thành một mảnh biển lửa, sóng nhiệt bốc hơi lên. Cái này, đây là đan dược tinh luyện thuật, mà vậy nguyên bản đều đã mặt đầy rung động Việt Kinh lâu ở thấy một màn này, lại là sắc mặt thốt nhiên đổi được kinh hãi cùng sợ hãi đứng lên. Rồi sau đó trên mặt thần sắc vô cùng thất thố, trong lòng lại là nhấc lên ngất trời sóng lớn, khó mà bình tĩnh. Mọi người đều biết, đan đạo vì sao dày đặc kỹ thuật trong, nhất là chân quý vậy nhất làm luyện đan sư khao khát chính là trong truyền thuyết tinh thần lực rèn luyện phương pháp, cùng với đan dược này tinh luyện thuật. Dẫu sao thử nghĩ một chút, nếu là cái này luyện chế ra đan dược nguyên bản cũng chỉ có 2 văn hoặc 3 văn phẩm chất, có thể đang thi triển liền loại đan dược này tinh luyện thuật sau đó. Có thể gắng gượng đem tăng lên tới 4 văn, thậm chí 5 văn, đó là cái gì khái niệm? Loại này thực tế chỉ là suy nghĩ một chút cũng đủ để làm người ta ngày tư đêm mị, nằm mơ đều điên cuồng nghĩ đến lấy được. Vậy bởi vì thế, cái này được gọi là đan đạo kỹ thuật tuyệt đỉnh song tử tinh một trong đan dược tinh luyện thuật, kỳ chân quý, hiếm thấy trình độ vậy tuyệt đối là đạt tới làm người ta vô cùng phẫn nộ. Đừng nói là bọn họ đảo Thương Lam, coi như là toàn bộ Ưng Giản Hạp khu vực. Thậm chí còn thành U Lang, loại này đan đạo kỹ thuật có thể có nhiều ít, sợ rằng tùy tiện cầm một cái tay đi ra, 5 đầu ngón tay cũng đủ coi vậy đi. Nhưng bây giờ, vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật giống như rốt cục thì muốn thu tay. Thu, chỉ gặp hắn nhìn vậy lò luyện đan há miệng nhẹ quát một tiếng, chợt vây quanh ở cả tòa luyện đan bên trong phòng hừng hực tâm trái đất lửa liền giống như là băng tiêu tuyết tan ra liền vậy, chói mắt ở giữa liền hoàn toàn thế như đi xuống. Vậy lò luyện đan nắp lò sau đó nhẹ nhàng tung bay mở ra, veo veo veo. Liên tục lục đạo tiếng vang, bên trong cuối cùng bay ra 6 viên màu sữa viên thuốc. Ngân văn, mà ở thấy vậy 6 viên thuốc Việt Kinh lâu lại là cặp mắt con người cũng không nhịn được một chút đăm đăm. Bởi vì là vậy bây giờ lúc này bay bắn ra đan dược không chỉ có số lượng có 6 viên, hơn nữa,
vậy 6 viên đan dược ngoài mặt lại quanh quẩn từng cái lộ ra thấy rõ màu bạc khí lưu. Vậy màu bạc khí lưu là cái gì? Hắn Việt Kinh Lâu làm một tên cấp 2 thượng phẩm luyện đan sư lại làm sao có thể sẽ xa lạ đâu. Đó chính là trong truyền thuyết đan dược ngân văn, chỉ có làm phẩm chất thuốc đạt tới 4 văn trên, mới phải xuất hiện. Hơn nữa, nhìn vậy màu bạc khí lưu dày đặc trình độ, cũng thì đã sắp xong thành thực chất. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa vậy sợ rằng còn không phải là thông thường 4 văn phẩm chất, mà là có thể là 5 văn, thậm chí trong truyền thuyết 6 văn. T. Ngay tức thì vậy Việt Kinh Lâu trong lòng liền không nhịn được nồng nặc hiện ra một cổ rợn cả tóc gáy kinh hãi cảm giác. Trong miệng mặt theo bản năng có chút ngược lại hút khí lạnh, cùng run rẩy. Có thể đem cái này cấp 2 thượng phẩm vân mạch đan cũng luyện chế ra 5 văn, thậm chí 6 văn phẩm chất, cái này phải cần kinh khủng dường nào luyện đan cảnh giới cùng thực lực mới có thể làm được. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí đều có chút không nhịn được sắp nán lại. Phải biết ở chỗ này trước. Hắn lại còn nói đối phương hạng nhân vật này đem tuyết linh dịch cầm đi, hoàn toàn là lãng phí, có thể, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ một tát này rơi vào hắn trên mặt nhưng bây giờ là quá đau quá đau. Có thể luyện chế ra 5 văn thậm chí 6 văn vân mạch đan luyện đan đại sư, hắn Việt Kinh Lâu coi như là cho đối phương sách giày, đều giống như không tư cách, không xứng à. T, ta, trời ạ, các người thấy không, đan dược kia phía trên đan khí là màu gì? Ngân văn. Cái này, điều này sao có thể? Một lò luyện đan vật liệu lại có thể luyện trừ 6 viên đan dược thành phẩm, hơn nữa không chỉ có như vậy, vậy 6 viên đan dược thành phẩm phẩm chất lại còn tất cả đều là ngân văn. Đây là khái niệm gì à? Ai có thể phân biệt ra được vậy rốt cuộc là mấy văn vân mạch đan? 4 văn sao? Ta trước kia ở Thanh Long Câu gặp một lần 4 văn vân mạch đan, không phải như vậy à? Phía trên kia màu bạc đan khí so với cái này. Thiếu, ít hơn nhiều. Không phải 4 văn, nếu là lão phu không nhìn lầm, vậy 6 viên vân mạch đan, thật giống như tất cả đều là 6 văn phẩm cấp. Trời ạ! 6 văn, ngươi nói xạo. Lão phu quyền chân nhất, ngươi dám nói lão phu nói xạo. À, ngài là Kim Bảo Hiên cấp 2 trung phẩm luyện đan sư đại nhân, quyền chân nhất. Quyền đại sư, vậy 6 viên vân mạch đan thật đều là 6 văn phẩm chất sao? Vào giờ khắc này, toàn bộ hiện trường tất cả mọi người đều cơ hồ là không nhịn được tạc oa. Mỗi người bọn họ trên mặt đều cơ hồ mang nồng nặc sợ hãi cùng khó tin. 6 văn vân mạch đan, ngươi, đó là cái gì khái niệm à? Phải biết coi như là Kim Bảo Hiên lưu ra, bọn họ đảo Thương Lam lợi hại nhất vị kia cấp 3 hạ phẩm luyện đan sư, cũng đều tuyệt không thể nào đem cái này vân mạch đan luyện chế ra 6 văn phẩm chất. Không, đừng nói là 6 văn. Cho dù cũng chỉ là 4 văn, cái này ngân văn phẩm chất thuốc trung phẩm thế chấp cấp bậc thấp nhất tồn tại, vị kia sợ rằng cũng vậy ít một chút chắc chắn, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, chính là một cái nhìn như chỉ có 20-30 tuổi người, dẫu sao luyện chế thành công ra một lò vân mạch, hơn nữa còn là một lò 6 đan, so với kia Việt Kinh Lâu Việt Đại Sư ước chừng nhiều hơn 1/3. Còn có kinh khủng nhất là thuốc này phẩm chất, 6 văn vân mạch đan. Loại vật này chỉ sợ cũng coi như là ở thành U Lang cái loại địa phương đó, cũng đã là tuyệt tích chứ. Cho nên bọn họ ngày hôm nay rốt cuộc là chính mắt làm chứng cùng mắt thấy cái gì à? Kỳ tích sao? Đây quả thực, thật là quá ảo mộng cùng thật không tưởng tượng nổi. Trên mặt tất cả mọi người thần sắc đều là một mảnh thống nhất đờ đẫn, rồi sau đó tất cả mọi người bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi bóng lưng ánh mắt, đều tràn đầy thật sâu ngửa mặt trông lên cùng kính sợ. Một vị một phần luyện đan vật liệu một lò có thể luyện chế ra 6 viên 6 văn vân mạch đan luyện đan sư, cái này ý vị như thế nào bọn họ là thật rõ ràng. Trọng yếu nhất chính là người như vậy, đến tột cùng là có gì cùng lai lịch, là kinh khủng dường nào luyện đan sư à. Coi như là thức hải bên trong trận kinh không lúc này cũng là một hồi chắc lưỡi hít hà cùng không nói. Cho dù là hắn đã sớm trong lòng làm được chuẩn bị, nhưng bây giờ, có thể hiện dưới tình huống này. Hắn cho dù là làm xong chuẩn bị tâm tư, thì có ích lợi gì? Vậy đơn giản hết thảy đều là không công. Phải biết hắn nguồn gốc và lai lịch đây chính là ở Kiềm Nam cổ quốc bên trong vực, cho nên hắn dĩ nhiên nhanh hơn tất cả mọi người tại chỗ đều biết, một vị có thể luyện chế ra 6 văn đan dược luyện đan sư, cái này ý vị như thế nào? 6 văn đan dược, khoảng cách trong truyền thuyết kim văn đan dược vậy thật cũng chỉ có một bước xa. Mà nghe nói,
ở cổ quốc bên trong vực đẳng cấp cao luyện đan sư trong vòng lưu truyền rộng rãi trước một câu nói như vậy, lấy cấp 4 hạ phẩm đan dược làm khởi điểm, nếu có thể luyện chế ra kim văn, cho dù là kim văn đan dược trong cấp bậc thấp nhất phẩm chất 7 văn đan dược, vậy người này, vị luyện đan sư này liền tất nhiên 100% có thể thành là trong truyền thuyết, cho dù là cổ quốc bên trong vực, cũng có thể cùng những cái kia vương hầu hùng chủ, cái thế cự kiêu cũng giá tể khu, thân phận vô cùng cao quý vương cấp luyện đan sư tồn tại. Mà bây giờ Trần Phi luyện chế đan dược cấp bậc mặc dù chỉ là cấp 2 thượng phẩm, nhưng vấn đề là cái loại đó tiềm lực cũng đã là bị hắn sâu sắc bày ra à. Huống chi, Trần Phi mới vừa rồi luyện chế cái này cái gọi là vân mạch đan lúc này không phải căn bản cũng không có động dùng toàn lực, mà là không nhịn được, cùng lòng không bình tĩnh sao. Nghĩ đến đây, trận kinh không trong lòng cái loại đó chấn động liền không khỏi sâu hơn. Thằng nhóc này, muốn là thật nghiêm túc luyện đan, cứu có thể đạt tới trình độ nào, thì như thế nào kinh người. Một phần luyện đan vật liệu, thành đan 6 viên, phẩm chất 6 văn. Là ta thắng chứ, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi từ vậy bên trong lò luyện đan lấy ra vậy 6 viên 6 văn vân mạch đan, mặt không cảm giác một viên đặt ngang ở vậy sắc mặt đã sớm đờ đẫn Việt Kinh lâu, cùng với trưởng quỹ Lâm Diệp, Lâm Mặc Tâm cùng trước mặt người, lạnh lùng lãnh đạm nói. Nghe vậy, vậy Việt Kinh lâu trực tiếp là đột nhiên cả người một cái lay động cùng giật mình, chợt vậy thân thể liền có chút run rẩy, thanh âm lộ vẻ được vô cùng là hối hận cùng hốt hoảng, đối với Trần Phi một khom người tới đất, nói tiền bối là ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngài thắng, vô luận là cảnh giới tu vi cũng hoặc là đan đạo tu vi, hết thảy đều là người thành đạt làm đầu. Trần Phi có thể luyện chế ra một lò 6 viên 6 văn vân mạch đan, đừng nói là làm hắn tiền bối, làm hắn sư tổ cũng chút nào hoàn toàn một chút cũng không quá đáng. Mà vậy song vũ lâu trưởng quỹ Lâm Diệp lúc này chính là muốn hung hăng phiến mình vô số bạt tai. Mặt đầy hối hận, hắn mới vừa rồi, đến tột cùng là làm chuyện ngu xuẩn dường nào tình à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 57.